Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Để tôi đi tiểu. Nhưng mà tôi có cái buổi hôm nay là buổi đầu tiên. Tôi nghĩ là năm nay tôi rất là bận nhưng mà rất là khó có thời gian để thu xếp làm cái này, nhưng mà tôi sẽ cố gắng nhé. Thì giống như một bạn là tôi theo ý các một bạn trên nhóm là tôi sẽ trình bày lại từ đầu. Nhưng mà tôi sẽ nhấn mạnh vào những chỗ mà cần cần phải nhớ, cần phải chú ý. Còn những chỗ nào mà các bạn có thể tự đọc sách, tự tìm hiểu tài liệu thì tôi sẽ bỏ qua. Đấy, thì chúng ta sẽ cái phần chương trình này của chúng ta là cái chương 4 để nó tương ứng với cái chủ đề F của cái chương trình tổng thể 2018. Thì nó là nôm na nó là việc với tạo ra các trang web tĩnh ấy, để HTML và CSS nhé. Thì cái phần này nó có hai cái chỉnh ra lần, đó là 25 tiết, để cô chú ý 25 tiết. Thì nó cùng chia vào hai phần rất rõ ràng, một phần 1 là học riêng về HTML và phần 2 là học riêng về CSS. Thì tôi nói luôn là về về nó mà nó về thiết kế trang web tĩnh ấy, thì thật ra là nó có ba cái module cơ. Tôi sẽ nói sau, nhưng mà chúng ta chỉ học hai thôi. Mà hai cái này thì chúng ta chỉ học một chút kiến thức so với tổng thể những cái làm liên quan đến HTML và CSS. Như vậy cái phần mà chúng ta dạy cho học sinh rất ít thôi, rất ít. Tuy nhiên những cái phần ít đó cũng theo tôi nghĩ là cũng khá nặng với giáo viên, và cái phần này là phần đòi hỏi thực hành rất là nhiều. Chuyên giáo viên phải chúng ta phải thực hành rất nhiều thì chúng ta mới có thể dạy được, chúng ta phải rất thạo chúng ta mới dạy được cái này. Là lát nữa tôi sẽ nói kỹ hơn là nó có điểm gì khác với lập trình bình thường, có điểm gì giống với lập trình bình thường. Cái phần này là nó vừa giống soạn thảo văn bản, nó vừa giống lập trình, mà nó lại vừa giống cái khái niệm là cái từ là từ thiết kế một trang web. Nó có cả nó vừa là soạn thảo bình thường, theo ngữ nghĩa bình thường soạn thảo văn bản ấy, nó vừa có nghĩa là thiết kế vì nó cần phải trình bày nữa, mà trình bày rồi nó có cả cái phần lập trình nữa. Cho nên là nó làm cái kiến thức này, nó làm kiến thức là tụ là hổ lốn tập hợp hỗn hợp của rất nhiều kiến thức nhỏ nhỏ ở bên trong. Thì chúng ta hãy dùng những cái chữ này, cái này tôi đã trên nhóm một số bạn cứ tranh cãi trong cái tưởng nó là lập trình HTML hay là soạn thảo HTML hay là thiết kế HTML, chẳng quan trọng, các từ ngữ không quan trọng, chúng ta hiểu bản chất thôi. Hiểu bản chất là cái gì là cái quan trọng nhất mà chúng ta cần hiểu, cần dạy cho sinh cái gì thôi. Còn chúng ta không nên sa đà vào những cái từ ngữ, những thuật ngữ rồi tranh cãi nhau không để làm cái gì cả. Được rồi, như vậy là chúng ta sẽ lại một chút nhé. Như vậy là cái phần HTML là 6 bài 12 tiết, mỗi bài là 2 tiết, và tất cả các bài trừ bài đầu tiên là nó là 2 tiết lý thuyết, còn lại tất cả các bài này đều là một lý thuyết và một thực hành. Như vậy giáo viên vừa phải dạy trên lớp đồng thời là thực hành luôn. Thì chỗ này có thể có hai cái này, tùy tùy các thầy cô cũng thạo rồi, tùy có hai cách. Một là chúng ta dạy đúng 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 như thế này, là một nửa ở trên lớp dạy lý thuyết, sau đó là một nửa là sang phòng máy để học nhé. Hoặc là chúng ta có thể một cái chỉ là hai tiết mà, thì là một tiết là hoàn toàn ở trên lớp học lý thuyết, và một tiết thì sau phòng máy tính, hoặc là chúng ta dạy tại chỗ ở lúc đó và làm hai phần luôn, tức là vừa lý thuyết vừa thực hành luôn. Thì học sinh ngồi trên phòng máy tính, có máy tính ở trước mặt và là làm luôn, có thể tùy tự cái tùy các bạn nhé. Như vậy là cái phần HTML lần nó là như vậy. Thì các bài từ bài 8 đến bài 12 là những bài mà học chi tiết một số cái thẻ HTML cụ thể, còn bài 1, bài 7 là bài tổng quan. Và cái bài 1 là bài tương đối quan trọng, còn cái bài 2 từ bài 8 đến bài 12 là bài mang tính thực hành nhiều hơn, nhưng có phần lý thuyết của nó, nhưng mà lý thuyết này chỉ là thực hành là chính nhé. Rồi thì sang phần CS thì như sau. CS thì là cái phần mà nó như này. Cái phần bài bài 13, bài đầu tiên là cái bài thuần túy lý thuyết, là hai lý thuyết, còn nó chỉ có 3 bài liên quan đến cụ thể, thực hành cụ thể trên một cái một số định dạng CS, là bài 14, 15 và 16. Đấy, là cái bài mà nó đồng thời nó vừa học một số các định dạng CS cụ thể, đồng thời học một số các cái tính năng riêng, các tính năng, các tính lý thuyết của CS. Còn riêng bài 17 là hoàn toàn lý thuyết, mặc dù nó là lý thuyết của CS nhưng mà nó có phần thực hành nữa. Đấy, chú ý như vậy. Thì cái bài 7 này chúng ta không học vào
chúng ta không học vào chi tiết các cái định dạng chi tiết mà chúng ta học về mặt lý thuyết của nó thôi. Còn bài 18 là bài riêng biệt, bài 3 tiết là hoàn toàn thực hành cuối cùng. Thế nhiên là cái phần này là phần mà đến bài 18 này thì các thầy cô có thể cho học sinh làm cái bài tổng hợp, có thể làm hệt theo theo sách giáo khoa, hoặc là các thầy cô có thể cho học sinh, mỗi học sinh làm đề tài riêng cũng được, không quan trọng. Chúng ta hoàn toàn chúng ta chủ động mà. Thực ra các thầy cô mà thạo để cho học sinh, mỗi học sinh làm cái thực hành riêng, làm cái đề tài riêng, hay là một nhóm học sinh làm theo từng nhóm một cũng cũng được. Rồi thế là đó là chung về cái phần để chúng ta hình dung nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi nói chung một chút. À, đây là cái bảy mạch kiến thức chính, bảy mạch kiến thức chính của cái chương trình tin học 2018 nhé. Để tôi nói thêm một chút nữa để chúng ta có cái hình dung. Đây. Để tôi nhỏ lại một chút nhé. Và chúng ta đây. Thì khi mà tôi thì cái thời điểm bây giờ là thời điểm hết hết 55 12 rồi, thì chúng ta các thầy cô có thể, các thầy cô cũng nên nên mở ra xem lại cái chương trình giáo dục tin học mới 2018 môn tin học ấy, để chúng ta có cái nhìn tổng thể xuyên suốt cả một chương trình tin học suốt từ lớp 10, lớp 3 đến lớp 12 để chúng ta nhìn. Thì cái các thầy cô mà nhìn đọc ngay vào những dòng đầu tiên của cái chương trình này, các thầy cô thấy ngay là như này, là toàn bộ cái chương trình tin học của chúng ta đấy 2018 mới nó xoay quanh là 7 chủ đề kiến thức từ A đến G được ghi ra ở trên đây, và cộng thêm một nữa là họ ghi là nó là hòa trộn của ba cái mạch kiến thức. Để tôi xin phép tôi được ở đây nhé, tôi sẽ đây, nó là ba cái mạch kiến thức. Đây tôi vẽ ở đây nhé, cho tôi không kịp in ra. Có ba cái mạch kiến thức, một là DL là học vấn số hóa phổ thông, hai là ICT là tin học ứng dụng, và ba là học máy tính là CS. Đấy, là ba cái mạch này nhé. Thì thật ra là ở đây nhé, thì tôi nói nhanh nhanh các thầy cô nhé, thật ra ba cái mảng kiến thức này này nó liên quan đến nhau. Khi nó là cái phần mà liên quan đến 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 máy tính, các thiết bị và các cái thông tin liên quan đến máy tính, hệ điều hành ấy. Thì cái máy tính và sở trí thức nó là những kiến thức liên quan đến tìm hiểu về máy tính và những ứng dụng của nó liên quan đến xã hội xung quanh. Cái chủ đề A này thì tiểu học thì nó gọi là máy tính và em, sang cấp 2 thì nó là máy tính và gì đấy nhỉ, quên mất rồi, máy tính và em hay gì đó tôi không nhớ lắm. Lên cấp 3 thì máy tính và sở trí thức, như vậy nó xung quanh cái máy tính và những ứng dụng của nó liên quan đến xã hội, liên quan đến 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 thế giới xung quanh. Hình như cấp 2 là máy tính và thế giới xung quanh. Thì đi sâu hơn máy tính một chút thì chúng ta có là tổ chức lưu trữ tìm kiếm trong thông tin, nó là cái đi sâu hơn về đi ta tìm hiểu sâu về máy tính thì là chúng ta phải liên quan đến tổ chức lưu trữ tìm kiếm trong thông tin. Khi mà tổ chức lưu trữ tìm kiếm thông tin mà mở rộng ra nữa cho xã hội thì nó chính là mạng máy tính internet. Nhưng mà ba cái mạch này nó là như nhau, thế là nó rất liên quan đến nhau. Đây là ba cái mạch đầu tiên. Thì ba bài đầu tiên này nó vừa gì, nó là vừa mang tính là DL là học vấn số hóa phổ thông, là kiến thức tối thiểu của một con người trong xã hội trí thức, trong xã hội số nhé. Nó là vừa mang tính là gì, là ICT, là ứng dụng tin học. Nó vừa mang tính là khoa học máy tính, cho nên là ba cái bảng đầu tiên này này nó là trộn lẫn của cả vừa DL và ICT vừa CS. Các thầy thấy nhé, các thầy chuyên là cái phần kiến thức của ba bài đầu lên nó lẫn lộn, lúc cũng nằm ở trong cái phần, lúc cũng nằm ở trong cái phần ICT, lúc cũng nằm trong phần CS, nó lẫn lộn với nhau, cho nên là cái ba bài đầu tiên là nó là như vậy. Tiếp theo là riêng cái mảng cái chủ đề D là chủ đề 4 là đạo đức pháp luật văn hóa trong môi trường số. Đây là một cái chủ đề mà các bạn thấy tôi nói rất nhiều lần trên lớp rồi, là chủ đề là nó hầu nó không liên quan gì lắm đến tin học và liên quan đến rất nhiều những cái ngành khác, đạo đạo đức và đức pháp luật, giáo dục công dân, về pháp luật, về an ninh quốc phòng, rất nhiều thứ nó liên quan đến rất nhiều cái mà nó không không phải là tin học. Thì cái chủ đề này đáng lẽ ra là phải dạy ở cái môn của các môn học khác, ví dụ là môn an ninh quốc phòng chẳng hạn, hay là môn giáo dục công dân chẳng hạn, thì học thì hợp lý hơn, môn pháp luật chẳng hạn như vậy. Nhưng mà vì là ở trên bộ đã giao cho giáo viên tin học phải dạy cái này, cho nên là cái này để đưa vào cái trong cái đưa vào cái môn tin học.
Và cái chủ đề này là dạy xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 12, và một lớp như vậy học ít học hai hai tiết hoặc là 3 tiết 4 tiết là cùng thôi, ít mà nó xuyên suốt. Thì cái đây là cái mà cái mảng riêng là rõ rồi. Tiếp theo nữa là một cái mảng mà ta thấy rất hiển nhiên là cái mảng G, là hướng nghiệp tin học. Thì đây là cái mảng mà dành cho cái chuyện là tôi nói rồi, nói rất nhiều lần rồi, là cái dành cho này là không muốn là cho sinh học hết lớp 12 là lên đại học, mà muốn các em là có cái định hướng là định hướng nghề nghiệp ngay từ lớp 12, thậm chí từ lớp 9. Do đó cho nên cái định hướng cái mặt kiến thức G này được đưa vào từ lớp 8 luôn. Cái này học từ lớp 8, 9 nhé, từ 8 đến 12 là học suốt. Đó. Và một lớp như vậy chỉ học 2 3 tiết thôi. Cái lớp 12 là học nhiều hơn cả đấy. Thì cái này là nôm na là nó học về những cái nghề nghiệp mà liên quan đến tin học. Có thể làm nghề, có thể kiếm tiền được ngay khi học tin học. Thì hướng cho các em học sinh là gì? Hướng cho các em học sinh là không nhất thiết là phải đi học lên đại học. Hiện nay có một số cái tư tưởng nó bị cứ ở Việt Nam mình là do là người ta hình xính bằng cấp quá, chứ người ta cứ thích là phải có bằng cấp, cho nên là phải học lên hết đại học. Khi học đại học xong người ta thấy chẳng cái gì cả, người ta coi học đại học xong là phổ thông cấp 4, người ta là thích học lên là thạc sĩ rồi còn tiến sĩ nữa cơ. Thực ra tiến sĩ bây giờ cũng nhiều như là quân nguyên rồi, rất là nhiều, và nó làm cho nó mà là làm sai lệch cái bức tranh của ngành giáo dục. Nhưng thôi được, chúng ta thấy nhé. Như vậy là A B C D G là rất dễ hiểu, nhưng riêng E và F đây là hai cái phần rất quan trọng nhé. Đây là có thể nói đây là hai cái mạch kiến thức rất là cơ bản, rất là chính. Thì cái E này nó chính là gì? Cái E này nó chính là ICT. Đấy, chính đây nhé. Còn cái F này nghe tên là giải quyết vấn đề về trợ giúp của máy tính, nó chính là khoảng máy tính, thầy gọi cái chữ V nhé. Thế là tôi thường hỏi thầy Đàm là vì sao không nói thẳng ra chủ đề F là chủ đề lập trình đi, hay chủ đề khoa học máy tính đi, mà lại dùng cái từ là giải quyết vấn đề về trợ giúp của máy tính. Thì thầy Đàm nói là thầy rất là định nói như vậy, nhưng mà là sợ xã hội nó kêu, nhưng mà dùng cái từ này cho nó nhẹ đi một chút. Nhưng bản chất cái chủ đề F chính là cái chủ đề mà nó là khoa học máy tính, nó là lập trình, nó là những cái mà thuần túy khoa học logic chặt chẽ. Và chính cái chủ đề F này là cái chủ đề nó làm cho nó là cái sự khác biệt so với các cái chương trình trước. Các chương trình trước của chúng ta trình tin học từ năm 2016 thì về trước nó chỉ có là A B C E thôi, còn trước đó thì cái D và G cũng không có ở trong trình cũ. Thì như vậy trình mới này nó có cái này là mới, đây là mới nhé, đây là mới này. Cái F là mới này, và cái G là cái mới trong trình mới này, còn lại là cũ. Trong trình cũ của chúng ta thì hầu hết chúng ta hiểu tin học tức là ứng dụng, phần E là phần chính của trình cũ nhé. Phần E là phần chính của trình cũ. Cho nên là trình cũ là cái chương trình mà tin học là môn học thuần túy ứng dụng, ta hiểu như vậy. Và chính vì vậy cho nên nó làm cho tin học trở thành một cái môn học là phụ, không có trong kỳ thi. Vì nó thiếu hẳn cái mảng nó là khoa học máy tính. Thì cái chương trình mới này đã đưa vào thêm một chủ đề mới, chính là chủ đề F nhé. Như vậy cái chủ đề F là chính là cái chủ đề mà nó là giải quyết vấn đề về giúp của máy tính, nó chính là cái chủ đề liên quan khoa học máy tính, là cái chủ đề mà trọng tâm của chương trình mới này. Và chính cái chủ đề F này nó sẽ làm sự khác biệt, làm cho chương trình mới nó khác biệt so với chương trình cũ, mà nó làm cho tin học trở thành cái môn học là khoa học logic chặt chẽ, ngầm hàm cái môn học như là toán lý hóa sinh như vậy nhé. Thì cái chương trình của chúng ta cái phần mà HTML nằm ở đâu thì nó nằm chính ở phần CS. Có thấy cái chủ đề của chúng ta chính là chủ đề F đấy, chính là CS. Mặc dù nó có cái từ là soạn thảo, nó có từ soạn thảo văn bản, đúng không nào? Nó có từ soạn thảo, cái từ nó mà thuần túy là soạn thảo thì nó là thuần túy là soạn thảo thì nó lại là gì? Nó lại là cái nó lại là liên quan đến ứng dụng hoặc là DL, hoặc vân số hóa phổ thông nhé. Thì nhưng mà nó còn có từ lập trình nữa, có thiết kế nữa. Như vậy cái phần của chúng ta đấy, cái chủ đề của chúng ta thì chúng ta có thể các bạn chú ý là có thể như sau, có thể có ba cái từ tôi nghe nghe. Một là soạn thảo trang web nhé, hoặc là soạn thảo HTML cũng được, không gì sai. Vì bản chất là tạo ra trang web chính là soạn thảo thôi, đúng không nhỉ? Các bạn thấy là ở trong tất cả cái chữ mà cái văn bản, cái nội dung văn bản nằm trong các cái thẻ ấy, thì nó chính là nội dung, nó chính là soạn thảo. Trên bản chất nó chính là soạn thảo.
Tuy nhiên nó không phải là xóa tảo hoàn toàn mà nó còn có các cái thẻ HTML, mà thẻ HTML đưa vào nó chặt chẽ chứ không phải đừng có vào với bất kỳ. Thế đấy là chưa kể mà chúng ta cần phải có, nếu mà đúng học theo đúng nghĩa mà thật sự cái trang web bây giờ nó phát triển lên ấy, nó không chỉ là HTML mà nó còn cả là CSS và còn cả các cái công cụ lập trình để nó biến cái trang web thành cái trang web tương tác được. Đấy, nó là thành cái ứng dụng ở cái dạng là client, đấy là dạng dạng mà tối thiểu nó dạng client thì nó cần công cụ lập trình nữa, mà hiện nay chính công cụ lập trình chính của nó chính là JavaScript. Thì như vậy là khi mà nói về soạn thảo trang web thì người ta còn hay dùng từ nữa là từ là từ là từ là, từ là lập trình đấy, lập trình trang web hay lập trình HTML. Có thể như vậy, nó có tính lập trình của nó, tuy nó không hoàn toàn giống như lập trình bình thường, lập trình ngôn ngữ bậc cao như là Python hay là C. Trước tôi đã nói rồi là lập trình HTML này hay là JavaScript này, nếu lập trình này HTML, nếu chúng ta mà gõ sai cú pháp ấy, thì nó không báo lỗi gì cả, nó im lìm thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chèn vào đấy gọi là lập trình JavaScript mà sai thì nó sẽ báo lỗi, nhưng mà riêng cái này, riêng cái lập trình HTML CSS thì nó không báo lỗi, nhưng tuy nhiên nó vẫn là lập trình nhé. Rồi ngoài ra vì nó là soạn thảo văn bản thì nó soạn thảo trang web nó rất nặng ở cái phần trang trí cho nó đẹp nữa, cho nên nó có cái phần thiết kế nữa. Cho nên ta dùng có thể dùng từ là thiết kế, dùng từ nào cũng được nhé, thiết kế trang web hay là thiết kế HTML, dùng từ gì cũng được nhé. Cái này nó gọi là trang web. Cho nên là trong cái môn của chúng ta thì có thể gọi là soạn thảo vẫn 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 không sai, mặc dù nó không hoàn toàn đúng, gọi là lập trình cũng không sai, rồi nó cũng hoàn toàn đúng, dùng từ thiết kế cũng đúng, nhưng mà nó không phải hoàn toàn chính xác hoàn toàn, chứ dùng từ nào cũng được nhé. Chúng ta nói lại về nếu ta lại một chút nữa là về cái gọi là cái ngôn ngữ ấy, thì thật ra nó không không quan trọng. Chúng ta không tập trung vào không tập trung vào tranh luận cái chuyện là tại sao bạn lại nói là soạn thảo. Đấy, tôi trên nhóm chúng ta có một bạn nói là hồi xưa em học rồi nó bảo là thiết kế, mà đâu có phải là soạn thảo, đâu có phải lập trình, nên mất cái đó là hoàn toàn mất thời gian, không để làm cái gì cả nhé. Được rồi, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Thì những cái phần mà nó đơn giản tôi sẽ bỏ qua, tôi không nói, mà tôi sẽ cố gắng chúng ta sẽ đi ngay vào những vấn đề mà tôi muốn là các bạn sẽ tôi một chút, tôi tìm con trò nó đâu nhỉ. Đây, các bạn nằm ở đây, à, nó đang trong chế độ này. Đấy, nên khi mà trong chế độ vẽ thì nó cứ bé tí, các bác mắt mình là không nhìn thấy. Các bạn để to cho nhìn cho nó dễ nhé. Rồi. Rồi, chúng ta đi xuống đây nhé. Đi xuống đây, tôi bắt đầu vào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với cái em cái chúng ta biến này, hôm nay tôi sẽ trình bày như này. Tôi sẽ cố gắng là trình bày đầu tiên, tôi trình bày lại cái bài 7 này đã này để cho ta hiểu chính xác, và chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số các cái khuôn dạng để chúng ta trình để chúng ta các cái phần mềm để chúng ta có thể soạn thảo. Tiếp theo tôi sẽ trình bày một loạt những cái từ bài 8, 9, 10, 11 trước nhé, cho nó đơn giản hơn. Còn bài 12 chắc phải để lại. Bài 12 thì nếu có sau này có điều kiện tôi sẽ làm buổi thứ hai. Sau đó tôi sẽ chuyển sang nói một loạt những cái liên quan đến CSS. Nói đâu thì nói nhé, vì hết giờ tôi vừa dừng lại đấy, tôi 11 giờ là tôi phải có việc đi rồi, nhưng tôi chỉ nói có nói đâu đâu thì đấy, nói đấy nhé. Còn nếu có thời gian tôi sẽ nói lại buổi khác, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái bài đầu tiên. Thế thì như này, tôi sẽ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đây. Tôi sẽ để sẵn trên màn hình của tôi rồi. Tôi để sẵn nhà tôi là có hai tôi dẫn để đây có hai cái trang nhé, làm online thì chúng ta có thể soạn thảo nó bằng cái gì cũng được nhé, bằng Visual Studio Code cũng được, bằng Sublime Text cũng được, bằng Notepad cũng được, tùy các bạn nhé. Nhưng mà theo tôi thì dùng online là hay nhất, vì chúng ta chỉ soạn thảo ở bên trái và bên phải là chúng ta nhìn kết quả luôn, bấm nút run này kết quả luôn là rất là dễ. Thì tôi có chọn hai cái trang là trang www.v3school.com, còn cái trang thứ hai này là cái trang là onecomputer.com. cái này trông cũng rất hay nhé. Đó, đây là bên trái này là HTML, bên phải là chúng ta bấm nút run là nó chạy sang bên này, thấy không nào? Được, vào cái hàng hàng này thì đều là rất hợp lý, dùng cái nào cũng được nhé. Còn tùy nhé,
chúng ta dạy cho học sinh muốn làm gì làm, cái này tôi cứ hoàn toàn không 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 can thiệp, tùy từng giáo viên. Chứ chúng ta không nên là tranh luận nhau là nên thế nào cho hợp lý, tùy từng giáo viên, tùy từng điều kiện của nhà trường. Nên cường chúng ta máy tính nó xịn tốt mà có internet thoải mái thì chúng ta dùng cái như này, hoặc dùng cái máy tính mà có cái bộ lớn, bộ nhớ lớn thì chúng ta dùng ngay cái bản Visual Studio Code chẳng hạn. Còn nếu máy tính mà nhỏ mà yếu chúng ta có thể dùng cái khác, tùy tùy các bạn nhé. Chúng ta không theo tôi cái này hoàn toàn không quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem một cái trang HTML ở đây thì chúng ta thấy nhé. Thì lập tức chúng ta nhìn vào là bao giờ ông vậy, nó có cái nó có nó là cái văn bản thôi, là văn bản là trang web và HTML ở đây, dòng đầu tiên đây là cái văn bản bình thường. Như vậy là đúng là văn bản thật. Và bản chất cốt lõi của cái HTML khi mà ông Timberlake nghĩ ra đó là chia sẻ các văn bản, nó là cái file text thôi. Ban đầu tiên nó chỉ là cái file text thôi, nó không là gì. Sau đó về sau người ta cứ bổ sung về thêm vào những cái thẻ khác nhau cho nó có thể định dạng được. Thì đầu tiên là định dạng trực tiếp trên trên các cái thẻ, xong rồi sau đó mãi năm 1996 thì người ta nghĩ ra được cái CSS, là xác định định dạng riêng ra một chỗ, cái phần định dạng viết ra riêng một chỗ, và nó hình thành ra hai hai cái chuẩn chuẩn HTML riêng, chuẩn CSS riêng. Đấy. Và sau 2 năm sau nữa thì mới ra đời cái JavaScript, khi mà người ta nghĩ ra là như vậy hai cái này vẫn chưa đủ, vì nó làm nó cái phần mà tương tác nó quá ít, bây giờ làm sao cho nó tăng phần tương tác lên nữa để lập trình, để chúng ta có thể hay không tạo ra gọi các trang web động ấy. Khi mà nói đến lập trình ấy, JavaScript ấy, tức là chúng ta có thể tạo ra các trang web động. Còn nhân chính thành là tĩnh, tĩnh là gì? Nhưng mà tĩnh là chúng ta soạn thảo HTML như thế nào, thành cái file như nào thì nó hiện ra trên trên trang trên trình duyệt cũng y hệt như vậy đó, thì nó là tĩnh. Còn động là gì? Động là nôm na là cái phần hiện ra, nó khác so với cái phần 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 khi phần chúng ta soạn thảo. Tức là nôm na là gì? Chúng ta có thể lập trình và có thể tự động tạo ra thêm các cái tag, tạo ra nội dung của các cái phần tử HTML, thì nó là động thôi. Cái động đây thì hiểu tôi nghĩ rất rất đơn giản thôi, là động là gì? Động tức là nó là dynamic HTML, tức là cái phần tử HTML đó không được tạo ngay tĩnh ngay từ đầu, mà nó được sinh ra trong quá trình chúng ta lập trình. Đó. Thì như vậy là khi một cái trang này chúng ta chèn vào đây một đoạn mã lập trình, trong đó mã lập trình đó nó có cái đoạn là tăng, tức là bổ sung thêm một HTML, sửa đổi nội dung của một HTML, bổ sung thêm một CSS, thay đổi một CSS. Đó, thì tất cả cái đó nó làm cho như vậy, trong các chúng ta là nó phụ thuộc vào cái đoạn lập trình đó. Đấy, thì cái đó người ta gọi là động, đơn giản như vậy đấy nhé. Chúng ta cũng không nên tranh cãi nhiều thế nào là trong web tĩnh, thế nào là trong web động. Theo tôi nó định nghĩa thì nó nhiều vô kể, mà nó nhưng mà chất nó chỉ là một thôi nhé. Đấy, thì như vậy là thì chúng ta hãy nhìn vào một cái trang web là chúng ta sẽ thấy ngay nhé. Như vậy là chúng ta thấy ngay, đầu tiên là một trang web nó làm một tệp văn bản. Đấy, tệp văn bản, nó là, thậm chí là văn bản nó là plain text, tức là văn bản, cái từ plain text nó mới từ Việt nó gọi là cái gì, nó là cái văn bản trơn này, văn bản gì đó nhỉ, nó giống như là cái một cái file đuôi đuôi pass, một cái file đuôi p, một cái file đuôi đuôi c, từ cpp chẳng hạn, là cái file lập trình, nó là file thuần túy là văn bản. Chúng ta có thể dùng Notepad để chúng ta tạo ra cái trang đó. Thì cái file nguồn của trang web nó là cái đuôi, nó là HTML, nó tương đương như là các cái file lập trình khác, cho nên người ta gọi lập trình thì cũng không hề sai. Khi mà phần mềm nó mở ra cái đuôi HTML nó hiểu đây chính là trang, đây là cái tệp HTML. Tuy nhiên thông thường nó có cái dòng này là cái dòng mà để cho chương trình, để cho trình duyệt viết ra đây chính là một trang web. Thì cái dòng đầu tiên này người ta không đưa vào trong cấu trúc của một trang web, bây giờ nó có. Và cấu trúc của một trang web bắt đầu bằng bằng cái thẻ HTML đó, đây này, đây và kết thúc là ở đây nhé. Đó, thì nhìn thấy như vậy là trong một cái trang HTML, một cái file thì người ta luôn phân biệt ra hai loại, một loại là các cái thẻ để thẻ HTML, hai là phần nội dung. Đấy, ở trong các phần tử HTML, đấy, cái nội dung này, đó, nội dung nhé, nội dung. Đấy. Thì nội dung nó sẽ nằm trong các cái thẻ, thì cái thẻ này thì nó có hai loại thẻ, một là thẻ đơn, hai là thẻ đôi. Đấy, thẻ đơn hay thẻ đôi thì chúng ta có thể thấy có nhiều loại, cái thẻ HR là thẻ đơn này. Đấy. Còn cái chỗ này đây là chính là mô tả cái đây là mô tả cái gì? Mô tả cái dòng chú thích, dòng comment của cái như vậy.
của cái HTML, thì bất cứ cũng như là HTML với những ngôn ngữ nào khác thôi, nó phải có cái phần là chú thích, chú giải. Thì đây chính là cách chú giải bằng là mở ngoặc nhọn này, chấm than hai gạch, sau đó là phần, sau đó là cái phần 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 chú thích bất kỳ, sau đó kết thúc bằng hai dấu gạch và dấu đóng, đóng đóng dấu đóng nhé, tụ kỵ gọi là dấu đóng thì cho dấu mở nhé, dấu mở nhọn, đóng nhọn cho nó dễ nhé. Đó. Được chưa? Thế như vậy chúng ta thấy là nó có khái niệm thế nào là thẻ HTML này, thế nào tệp HTML bây giờ nhé. Tệp HTML chính là một nôm na là một trang web nhé. Đấy. Và các cái thẻ HTML. Các cái thẻ HTML này nó có cái các cái thẻ HTML nó có cái nó có chuyện là lồng vào nhau, hay lồng vào nhau. Đây. Thì cái phần bên trong của một cái thẻ HTML cộng thẻ đó thì người ta gọi là một cái phần tử HTML. Như vậy là mà vì nó lồng nhau cho các phần tử HTML là nó là lồng vào nhau được. Nó lồng nhau thì cái phần tử HTML chính là phần tử gốc. Phần tử gốc thì thông thường là chứa hai phần tử là phần tử head và phần tử body nhé. Đấy, phần tử body. Trong head thường nó chứa các thẻ, ví dụ thẻ meta, thẻ title hay thẻ gì đó, nhiều có nhiều thẻ lắm, trong này có nhiều thẻ khác nhau nhé. Trong body thì có rất thì trong body là cái thẻ là cái phần tử chính chứa tất cả nội dung mà hiển thị của một trang web. Phần ở trong feed này vẫn là nội dung của trang web nhưng nó không hiển thị ở trên màn hình. Đấy. Còn phần trong phần body là hiển thị ở trên màn hình. Đó, bạn thấy không nào? Rồi, thì như vậy chúng ta dẫn đến như sau. Chúng ta dẫn đến là chúng ta có một loạt những cái khái niệm rất rất quan trọng chúng ta phải nhớ nhé. Đây. Như vậy là chúng ta thấy là chúng ta cần phải có một loạt những cái như là tệp HTML nhé. Đấy. Hay cái này người ta gọi là tệp nguồn hay là mã nguồn dùng từ những cái thứ cứ tôi nhắc lại là cái tất cả cái từ này là đều là không cần chính xác hoàn toàn mà cả bản thân thật các bạn là tôi cũng không chưa bao giờ tôi xem lại tôi cũng thật là xin lỗi lộn chưa bao giờ xem lại cái từ điển tiếng Việt về khoa kỹ thuật ấy. Về tin học ấy là nó định nghĩa cái nào cái này tôi không biết thì bạn nào có thể xem lại thì cho tôi biết nhưng mà tôi cứ dịch tôi cứ viết bừa như thế này thôi còn tiệm HTML nhé đó ủa, cho nó ra cái này nhỉ? HTML nhé đó thì tiệm HTML nôm na nó là cái tiệm văn bản thôi là cái tiệm văn bản nhé văn bản có cái đuôi là HTML đấy, là tiệm văn bản thì để ta hiểu để ta phân biệt với những cái tiệm khác tệp mà đuôi pi là nó là Python tệp cái đuôi là JS nó là JavaScript tệp nó đuôi nó là Pass nó là Pascal đây nó mà tệp cái đuôi là Java thì nó là Java mỗi một cái tệp cái đuôi là PHP thì nó là PHP mỗi một cái ngôn ngữ lập trình là nó có một cái đuôi riêng của mình không không có anh nào trùng anh nào cả để nó phân biệt còn cái tệp văn bản bình thường trong hệ điều hành ấy thì người ta gọi là trong 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 Windows thì gọi là tệp gọi TXT nó là một thôi nhé. Thứ hai là thẻ HTML cái này hiểu nhá thẻ HTML rồi thẻ HTML thì nó có hai loại một loại là thẻ đơn và một loại thẻ đôi thẻ đơn và thẻ đôi cái này chúng ta biết rồi và khi chúng ta mua thẻ thì nó bắt đầu bằng bằng game bằng cái tên thẻ đây là cái nội dung sau đó là chéo tên thẻ còn nếu mà thẻ đơn thì nó là tên thẻ sau đó là mô tả luôn nội dung sau đó là đóng vào đây cái phần này là nội dung nhé đây là cái nội dung của văn bản đấy cái là cái nội dung mà ảnh hưởng cái phần nội dung ảnh hưởng của gì của cái thẻ đó nhé là cái vùng nội dung mà được tác động bởi cái thẻ đó mỗi cái thẻ nó có một ý nghĩa nào đó nhé. Rồi cuối cùng là khái niệm là phần tử HTML cái này chúng ta rất rất quan trọng những cái khái niệm phần tử HTML là quan trọng nhất luôn đấy nhé nó chính là cái toàn bộ tên thẻ cộng với phần nội dung cả mở cả cái thẻ mở và thẻ đóng gộp lại thì nó là một cái phần tử HTML hay là đối với thẻ đơn nó là phần tên thẻ cộng phần nội dung thì nó là một cái phần tử HTML nhưng chúng ta chú ý phân biệt là cái gì khi nói về thẻ thì là một cái cụm từ thôi ví dụ như là h là một cái tên thẻ hay là p h1 hay như là div là các cái từ khóa này
cái tên thẻ thông thường chính là cái từ khóa của cái ngôn ngữ HTML. Còn phần tử HTML là nó liên quan đến cả thẻ cả nội dung. Nhưng mà thông thường người ta ngắn, ta lấy ví dụ từ khi nói P này, dòng dòng văn bản, tôi ví dụ đấy nhé, dòng văn bản đây là chéo P, thì người ta nói đây là một cái, đây là một phần HTML, ta luôn đây là phần tử P, phần tử P này cho nó nhanh, phần tử H1 này, phần tử H1 này, phần tử H2 này, phần tử P này, phần tử deep này. Chứ người ta không nói là phần tử mà có tên thẻ là deep, người ta không nói dài như vậy, người ta nói luôn là phần tử deep thôi, cho nó nhanh, được chưa? Để cho nó tiện. Chứ nó thật ra khi nó là phần tử, khi ta dùng cái từ là phần tử P ấy, thì nó sẽ lẫn lộn khái niệm là thẻ P. Cho nên là thật ra nếu các bạn nào mà soi soi về mặt ngôn ngữ thì khi ai nói là khi người ta nói là phần tử P thì có thể nhiều người sẽ cãi anh như vậy, anh nói thế là sai. Nhưng mà thôi, ở trong cái nghề làm web này thì người ta cứ khi tôi nói là thẻ P, thật khi nó thẻ P thì nó đúng là nó khác, thật đúng là nó khác khái niệm là phần tử P này, đây là phần tử P này, tôi chỉ ra một ví dụ cụ thể trên một trang web nhé. Đấy, nó có nhiều chỗ thì đây là phần tử P này, đó, phần tử P này. Đấy, khi nói là hay thậm chí người ta dùng cái từ ngắn hơn là phần tử P đây, thậm chí không không có dấu kia, phần tử P này chỉ ở đây. Thì như vậy cái phần tử P này, cái chữ P này lại trùng cái chữ P này. Đấy, nhưng mà so đo về ngôn ngữ thì là sai đấy, nhưng mà người ta công nhận hết đấy, công nhận là coi như đúng, coi như quan trọng, đồng nhất luôn, đồng nhất. Chỉ khi nào chú ý, khi nào nói riêng một khái niệm thẻ thì nó hiểu là thẻ, còn khi nào nói phần tử thì là phần tử, tức là phần tử về mặt đúng nghĩa mà nói là phần tử P này, đúng là chỉ nhé, nó chỉ là bằng là cái thẻ P, thậm chí là hai thẻ P cộng với nội dung. Phần này rất quan trọng, phần nội dung, thậm chí là cộng với cả gì, thôi được, thôi. Cộng với cả những cái em những cái thuộc tính ở bên trong nội dung, thuộc tính cụ thể của cái thẻ đó. Đấy, và chú ý nhé, cho nên thật ra là khi nói phần tử nó rộng hơn rất nhiều lần nhé, rộng hơn rất là nhiều lần, còn thẻ nó chỉ là cụ thể, chỉ là một cái thẻ thôi. Nhưng mà thông thường người ta hay nói là cái phần tử P, phần tử H, phần tử H1, phần tử deep, phần tử em, phần tử strong, người ta không nói là cái phần tử của cái thẻ strong cộng với nội dung này, người ta không nói dài như vậy, mà ta nói luôn là phần tử P này, nhưng mà cho nó dễ hiểu nhé. Đấy, thì các bạn chú ý nhé, để chúng ta tránh cãi vào những cái thuật ngữ. Đấy, vấn đề là hiểu bản chất của nó để chúng ta làm, được chưa? Như vậy là nôm na là về như vậy nhé. Như vậy là gì? Như vậy là như sau, như vậy là một cái trang HTML, chính là một cái thẻ, chính là một cái tệp HTML, như vậy là một cái trang web tĩnh. Được chưa? Như vậy là một cái trang web tĩnh. Chúng ta tạm thời. Trong chỉ lớp 12 của chúng ta thì chúng ta chỉ làm trang web tĩnh thôi. Cho nên khi nói là trang web là đồng nghĩa là trang web tĩnh. Còn tất nhiên là chúng ta nên biết hơn một chút, và thậm chí học sinh mà nó cần muốn tìm hiểu, chúng ta có thể nói cho học sinh biết rõ là nó trang web không thôi, thì có thể nó chưa rõ lắm nó là tĩnh hay là không tĩnh hay là động, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu mà nó cho em tĩnh nhé, thì nó là đồng đồng nhất với các cái tệp HTML. Đấy. Và bên trong nó là nó chứa ấy, là nó có các cái thẻ HTML. Các thẻ HTML được thiết lập bên trong nó với một cấu trúc rất, rất chặt chẽ, chứ không phải là tùy hứng. Tất nhiên nó không chặt chẽ bằng lập trình nậm bậc cao, nhưng mà cũng khá chặt chẽ. Rồi tiếp theo là có khái niệm các cái phần tử HTML. Đấy, rất quan trọng. Thì nôm na là cái nội dung của một trang web, nó sẽ bằng là tổng hợp các phần tử và các phần tử HTML. Đặc biệt hơn nữa, rất quan trọng, cái này là quan trọng nhất này, là các phần tử HTML trong một trang web ấy, nó có cấu trúc là lồng vào nhau, cấu trúc lồng nhau. Các phần tử HTML, các phần tử HTML có cấu trúc cha con lồng vào nhau
theo quan hệ cha con nhé, quan hệ đúng là lồng vào nhau của cha con. Và cấu trúc này nó chính là một cái cấu trúc cây, cái rất quan trọng luôn nhé. Đây, cấu trúc cây, đây là chính là cái nội dung chi tiết của cái bài số 1 đấy. Bài số 1 tuy là cái bài nó là độc lập nhưng mà nó rất quan trọng vì kiến thức này nó xuyên suốt trong tất cả toàn bộ cái chương trình của chúng ta. Đây, chúng ta chú ý nhé. Đó thì như vậy là đông đa cho hiểu như là một trang web, nhưng nó như là một cái thư mục gốc, thư mục gốc của một cái của học sinh dễ hiểu khái niệm thư mục rồi, thư mục và tệp đúng không? Thì đấy là thư mục ở trên đĩa. Cấu trúc thư mục thì nó có thư mục gốc là thư mục gốc cái ổ C chẳng hạn, thì cái mỗi trang web nó là cái một cái thư mục gốc. Và khi đó chúng ta có thể gì, chúng ta có thể vẽ ra, như vậy là chúng ta vẽ ra một cái tệp nhé. Phần này là phần quan trọng, một cái tệp HTML, một cái tệp HTML có thể tương đương với, ta vẽ ra tương đương với một cấu trúc cây, một cấu trúc cây của các phần tử HTML. Đó, thấy chưa? Và thông thường cái thể h, cái phần tử HTML là phần tử gốc, đúng không? Bên trong nó thường có cái phần, có cái thông thường nó có hai cái phần tử con là head và body. Head là trong đó nó chứa những cái thông tin liên quan đến xác định các thông tin chung của toàn bộ trang web, để các cái thông tin chung thì cái chung nó không hiện ra trên trang web nhưng mà nó rất quan trọng trong nhiều việc khác, ví dụ nó dùng để tìm kiếm, dùng để tìm kiếm, hoặc khi chúng ta mở trang web ra ấy thì ở trên cái dòng địa chỉ của nó hiện ra cái tên của trang web, tên nó nằm ở trong mô tả trong cái phần hit, trong cái thẻ là title đấy. Còn body là phần nội dung chi tiết, đây là các cái nội dung chi tiết bao gồm các cái bằng là cái tổng các cái phần tử HTML. Các phần tử HTML này nó lồng nhau làm cái cây, làm cái nhận body là một cây con rất quan trọng nhé, rất quan trọng nằm trong HTML. Cho nên cái cấu trúc HTML quan trọng nhất chính là cấu trúc cây. Cái cấu trúc cây là cơ, nếu chúng ta mà viết ra cái lập trình ra HTML mà chúng ta chỉ viết sai cấu trúc cây là coi như hỏng hết. Nhưng cái bản chất của cái HTML nó chính là normal, là toàn bộ tất cả cái gọi là cái cấu trúc lập trình chính của HTML chính là cấu trúc cây của các phần tử HTML, hay cấu trúc lồng nhau của các cái thẻ HTML. Cái đó là cái quan trọng nhất nhé, bản chất của nó là như vậy thôi. Còn tiên nó có những sự khác hơn mà tôi nói, như bản chất của cái này là cái gì, là cái này nhá. Như vậy là cái cấu trúc cây là quan trọng nhất luôn nhé. Cấu trúc cây này, cái này là cái này là quan trọng nhất, cái này này quan trọng nhất nhỉ. Tôi lấy ví dụ thì khi tôi gõ một cái div như này, cho tôi gõ một cái p như thế này, dòng đầu tiên nếu mà đây tôi gõ là chéo div là sai luôn nhé, xong dưới này mới là chéo p, như vậy cái này là sai nhé, cái này là sai hoàn toàn, sai về mặt gọi là normal là sai về mặt cú pháp lập trình HTML đấy, sai. Nhưng mà khi chúng ta gõ này vào trong máy tính ý, thì máy tính nó vẫn hiện ra cái dòng đầu tiên và nó không mắc lỗi gì cả. Nhưng mà sau này chúng ta làm động tác, chúng ta làm cái động tác khác, chúng ta định dạng nó này, hay chúng ta lập trình tương tác là nó sai hết, không đúng nữa. Chúng ta rất quan trọng là chỗ này là phải chính xác. Cho nên là cái gọi là cái cấu trúc lập trình của HTML đấy là nó đúng là về mặt nào đó là nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều lần so với không bài bản chặt chẽ như là lập trình Python chẳng hạn, lập trình Pascal mà C mà chúng ta kiểu sai, nhưng khi sai thì khai một dấu chấm nước phẩy thôi là nó báo lỗi dừng lại ngay. Thế này nó không vậy, nó không văng ra, nó không báo lỗi như vậy mà nó cứ im lìm. Cho nên nhiều người nói là, nhiều người cũng nói có lý là dùng từ lập trình HTML nghe nó kinh quá, dùng từ soạn thảo nó dễ dàng hơn cũng được, cũng sao hoàn toàn có lý. Người khác nói là không, vì nó chặt chẽ quá, vẫn là chặt chẽ đấy chứ, thì mà dùng từ lập trình nó hay hơn thì cũng được, thế là ai đúng cả, không có ai sai cả. Đây chúng ta chú ý là như vậy là cái nguyên tắc cơ bản nhất nhé, cái nguyên tắc dùng từ lập trình trong vòng kép, nguyên tắc lập trình cơ bản nhất của HTML là
là phải thỏa mãn cấu trúc cây, là phải thỏa mãn cái cấu trúc lồng nhau, cái cấu trúc lồng, cái cấu trúc cây hay là cấu trúc lồng nhau, lồng nhau. Tất nhiên nó có một số những cái ngoài ra, nó còn có một số những cái nguyên tắc khác nữa, nhưng mà cái khi nào chúng ta làm nhiều ta sẽ hiểu thôi. Ví dụ như là một cái phần tử mà một cái thẻ của ví dụ tế, ví dụ như một cái thẻ HTML thì người ta chia ra làm hai loại, một loại là nó là thẻ khối, hai là thẻ nội tuyến. Thì cái thẻ khối là cái thẻ mà nó chiều dài của nó có thể dài bằng cả chiều rộng của cái trình duyệt. Còn thẻ nội tuyến là nó phải nằm trong cái thẻ P hay nằm trong cái thẻ khối khác, chứ cái chiều rộng của nó là hẹp, chữ mẹ chẳng hạn, thì nó chiều rộng của nó chỉ là thế này thôi, một chiều cao của nó phụ thuộc vào cái dòng đó nhé. Đấy. Thì vì nguyên tắc là thẻ khối không được nằm trong thẻ nội tuyến. Đến lúc này vì thẻ khối là cái thẻ chiều ngang nó rộng thoải mái, mà đặt chúng ta đặt bên trong thẻ nội tuyến là nó bị sai ngay, nó bị lung tung ngay, thế là nó không báo lỗi, nó lung tung ngay. Mà tất nhiên một số những cái thẻ khác nữa chúng ta thấy, còn nôm na là chúng ta thấy nó thoải mái, lồng chúng ta cho phép, ngoài cái này ra chúng ta cho phép thoải mái. Tất nhiên nó có một số cái quy định khác nữa, ví dụ như là cái thẻ deep. Cái thẻ deep là cái thẻ nó dùng để chứa, dùng để chứa những cái thẻ dạng khối. Còn cái thẻ span chẳng hạn, thẻ span là cái thẻ dùng để chứa những cái thẻ dạng nội tuyến. Dạng nội tuyến là cái thẻ con, là cái thẻ mà nó mô tả cái từng ký tự một đấy, thẻ để nó thẻ song, thẻ em như vậy. Nó dùng để thông thường cái thẻ nội tuyến là thẻ được nằm bên trong thẻ P hoặc thẻ H. Thẻ P hoặc thẻ H. Thế là cái thẻ khối chính là thẻ P và thẻ H thôi nhé. Và những cái thẻ liên quan đến các cái thẻ bảng biểu, thẻ table, thẻ TD, thẻ TH, hay thẻ ly, OL, UL và DL và thẻ ly, đó là những cái thẻ khối chính. Còn thẻ nội tuyến thì rất là nhiều. Chúng ta trong sách giáo khoa tôi có ghi cái danh sách các cái thẻ nội tuyến và thẻ khối. Thì các thầy cô chỉ cần không cần học thuộc lòng đâu. Chúng ta cứ làm nhiều, chúng ta quen dần. Không cần thiết học làm, chúng ta tra cứu thôi, nó có rất nhiều. Đấy. Được chưa? Thế như vậy đây là như vậy, nôm na đây là cái bài đầu tiên chúng ta chú ý nhé. Và tôi nói luôn chúng ta sẽ luôn và theo tôi đấy, chúng ta sử dụng hai cái này là chúng ta đủ nhé. Vì chúng ta quay lại về đây chúng ta nhìn nhé, nhưng mà đây chúng ta thấy là cái thẻ HTML này là nó chứa cái phần tử HTML, nó chứa bên trong là hai cái phần tử là head và body. Trong head nó chứa hai cái phần tử là meta và title, trong body nó chứa cái phần tử div và phần tử cái p này, thế ra viết sai cái p này phải lùi ra ngoài này nhé. Đấy, cái này đấy. Tôi đang luôn về nguyên tắc, tôi đang luôn một chút để cho thấy là vì nó lồng nhau cho nên thông thường người ta hay viết nó thẳng hàng các cái phần tử lồng nhau đó. Thì theo tôi các thầy cô chú ý này, nên chú ý nhé. Với những cái bài đầu tiên ấy, dạy cho sự học sinh ấy, khoảng 2-3 bài đầu tiên ấy, thì chúng ta có thể viết chặt chẽ cái nguyên tắc là thuộc vào thuộc ra của các cái thẻ cho chính xác, cho học sinh dễ hiểu. Còn về sau này khi đã quen rồi thì thật là không cần, thực tế người ta không cần thiết phải làm chặt chẽ như này đâu, viết ra là ta hiểu ngay thôi. Viết thế này nó hơi mệt, nó không như bằng, vì bản chất cái HTML là nó không phân biệt dấu cách, nó không phân biệt cái dấu súng dòng. Thì chúng ta về tôi gọi đây, còn đầu tiên tôi gọi này vẫn thế, để này vẫn thế nhé, nó vẫn thế, nó chả ảnh hưởng gì, vẫn thế. Đấy. Hay đây tôi biết đây là, tôi biết dài như này, nó vẫn chả sao, nó vẫn thế. Nó tự động nó cắt cái dấu cách đi, cắt dấu cách đi và dấu chữ dòng nó bỏ đi. Muốn xuống dòng ta phải gõ cái dấu là chéo P nhé, phải có thẻ chéo P thì sao nó mới xuống dòng, không nó không quan trọng. Cho nên là ở trong cái gọi cái cú pháp khi ta viết ra nó rất là thoải mái, nó không cần quá chặt chẽ như các vũ lập trình khác đâu. Chúng ta chuyển những bài đầu tiên, thì những cái vài ba bài đầu tiên, một tuần đầu tiên ấy hay là hai tuần đầu tiên, thì các thầy cô có thể chú ý khi mà ta vẽ lên màn hình hoặc chiếu màn hình, khi ta chiếu thật 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 là chúng ta chiếu thật là
thật nó cho nó thật là gì, cho nó thật là đẹp đẽ thẳng hàng trên dưới đúng không? Còn sau khi sau này khi mà đã quen rồi thì theo tôi là không cần nữa nhé, không cần nữa. Chúng ta tha hồ, chúng ta viết nào cũng được. Đấy, chúng ta viết mãi đấy, thấy chưa? Ở đây có thể viết cái P ở dưới, hoặc viết P ở đây cũng được, chả sao hết nhé. Đấy, đóng cái P lại ở đây cũng không sao cả. Đấy, thấy chưa? Đấy, chúng ta thấy nhé. Vậy các thầy cô chú ý cái chuyện đó nhé. Để tôi enter cho xuống đi, để cho nhìn cho rõ, bên đèn bên này hết chỗ rồi hay sao? Đấy. Được chưa? Đó. Sao nhỉ? À đây, thì đèn nó đúng đấy. Đấy. Được chưa? Như vậy là đây nó ở đây là nó có một cái, nó có một cái body nó chứa deep nhá và chứa một cái P khác nhá. Đấy. Tức là một số đơn đặc biệt là riêng P thì nó không chứa P. P thì nó không chứa P, nhưng mà một rất nhiều cái thẻ là nó tự chứa mình nó được nhé. Nên tôi nói cái thẻ mà viết số mũ đấy hoặc cái chỉ số là nó cho phép được chứa chính nó thoải mái. Còn người ta ít khi dùng thẻ H1 là chứa thẻ H1, không có thẻ P, không chứa thẻ P. Thẻ P của người ta không chứa một thẻ P khác, vì mỗi thẻ P là một cái paragraph rồi, cho nên là không chứa. Chúng ta có viết thì nó không báo lỗi đâu, mà không nên như vậy. Đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Thì tôi muốn nói tôi muốn nói sang cái em một số các thẻ định dạng cái bài đầu tiên ấy, cái dạng văn bản ấy, thì các thầy cô chú ý có một số các đường sau đây nhé. Thật ra là đối với em thẻ định dạng văn bản thì như sau. Cái bài đầu tiên nó nhanh thôi, vì chúng ta cái này cũng không có gì là khó cả. Chúng ta sẽ thấy nó khi nói về những cái bài số 1 ấy, là cái bài nói về cái thẻ định dạng. Cái bài đầu tiên là các cái thẻ định dạng nhé. Định dạng văn bản. Thì chúng ta chú ý nhé. Một là có thể đúng ra là một số thẻ dạng khối chính thì chỉ có là H1, H2, H6 là liên quan đến tiêu đề này, rồi thẻ P đây là hai cái thẻ chính, hai cái thẻ quan trọng nhất liên quan, hai cái loại thẻ quan trọng nhất liên quan đến các cái tiêu đề của một cái văn bản, và cái thẻ P là mô tả một cái paragraph. Ngoài ra cái thẻ deep là cái thẻ dùng để chứa bên trong các cái thẻ H1 và thẻ P ở bên trong. Deep là division, nó là một cái vùng nhé. Và hai là một số cái thẻ nội tuyến chính, là các cái thẻ mà mô tả đặc trưng của các cái chữ ở bên trong lòng cái P, trong lòng cái H. Ví dụ những thẻ như này, thẻ strong này, thẻ em này. Strong và em đều là cái thẻ dùng để nhấn mạnh, cái từ strong là nhấn mạnh, từ em nó là nhấn mạnh, nhưng mà cái từ strong mặc định của nó là chữ động, chữ em, cái từ thẻ em là mặc định của nó là ý nghiêng, nhưng mà chúng ta có thao tác, chúng ta có thể đổi lại bằng CSS được nhé, nhưng mặc định là như vậy. Hay là thẻ mark dùng để đánh dấu. Thẻ mark thì khi đánh dấu thì nó sẽ là nó có cái tự động mặc định, thì nó có cái nền vàng hay cái nền khác đi, hay là chữ nhỏ small hay trong các đoạn ghi rồi, hay là đặc biệt nhất là hai cái thẻ là thẻ sub là chỉ số trên và sub chỉ số dưới, thì hai cái thẻ này, riêng hai thẻ này thì lại lồng nhau vô tư, lồng nhau thì chúng ta viết ra gõ số 2, xong hai mũ 3, xong 3 mũ 4, 4 là chỉ số là 1 ở đây. Đấy. Như vậy là 2 này, sau đó biết tiếp theo là cái là 3 nằm trong cái thẻ sub, nằm trong cái sub 2 này, cái 4 lại nằm trong cái sub 3 này, cái 1 là cái sub bờ trong cái 4 nữa. Chứ chúng ta vẽ vô tư nhé, riêng cái này thì là lồng nhau vô tư. Đây là cái rất rất là hay nhé. Thì đây là một số các thẻ và một số thẻ khác nữa. Nhưng mà thông thường khi mà đánh dấu, chúng ta hay dùng nhất là cái thẻ này. Thẻ so một thẻ em, thẻ sắp và thẻ sắp bờ. Cái song cái em này chúng ta chú ý là cái thẻ cái song này người ta hay có thể tương đương nó là thẻ B, chúng ta ít dùng nhưng không dùng, và cái thẻ em là tương đương với thẻ Y.
Nhưng mà chúng ta chú ý là hai cái thẻ chúng ta sẽ không dùng nhé, không dùng, không dùng. Rồi nó có một thẻ nữa là thẻ U, nữa là thẻ cạch dưới, chúng ta cũng không dùng. Tức là gì? Khuyến cáo rất quan trọng, khuyến cáo rất cộng của cái này là cái mà nó thuộc về văn hóa, văn văn hóa soạn thảo HTML là không dùng những cái thẻ cũ. Đây là thẻ cũ nhé, cái thẻ mà nó mang bản thân cái tên của nó là trực tiếp mang tính định dạng, từ B là bold là định dạng, bold là động đúng không? Thì không dùng. I là italic không là, là không dùng. Hay là U là underline, thì chúng ta đây là cái thẻ, nó tên của nó là đặc trưng của nó chính là gì? Chính là các cái định dạng mà chúng ta chỉ dùng trong khi chúng ta soạn thảo HTML, thì chúng ta chỉ dùng những cái thẻ mà nó mang tính ngữ nghĩa thôi. Strong là mạnh này, em là nhấn mạnh này, mark đánh dấu này, small là nhỏ này, super là chỉ số trên này, sắc bởi chỉ số dưới, là những cái thẻ nó mang tính là nó mang tính ngữ nghĩa, nó mang tính là ý nghĩa về mặt về về mặt về về mặt ngôn ngữ đó. Còn tất cả những thẻ nào mà nó cái thẻ này là do nó có từ ngày xưa, từ bản đầu tiên đấy, từ cái bản đầu tiên người ta đưa ra, thì người ta dùng một số cái tên thẻ nó mang tính là định dạng, thì sau này người ta khuyên cáo là không dùng. Còn mình thấy các bạn dùng vẫn được thôi, nhưng mà khi dùng cái đó thì nó như B, tôi dùng hoàn toàn dùng thẻ B là để lấy đậm mang định, nhưng mà sau này tôi có thể dùng CS, tôi có thể thiết lập lại cái thẻ B này là không đậm thì sao, tôi hoàn toàn có thể sửa lại như vậy được. Thì cái CS là cái mà tôi có thể thay đổi ý nghĩa của các cái thẻ, thay đổi các thuộc tính của thẻ. Rồi tiếp theo nữa, cái phần này là cái phần một phần rất quan trọng ở trong cái bài số 2, là liên quan đến khái niệm là gì, là liên quan đến cái khái niệm là các cái thuộc tính của thẻ. Đấy, thuộc tính của thẻ, mỗi một cái thẻ HTML, mỗi cái thẻ HTML là nó có các thuộc tính riêng, nó có các cái thuộc tính riêng nhé, các cái thuộc tính nó có thể có ít, có thể có nhiều, thẻ nào cũng có. Nó có những thuộc tính là riêng cho cái thẻ đó và anh có thuộc tính chung nhé. Ví dụ thuộc tính riêng, ví dụ như cái thẻ A bắt buộc phải có phải có cái thuộc tính là gì, là href, để chỉ ra cái địa chỉ mà của cái liên kết nó đến. Thì đây là cái thuộc tính riêng của cái thẻ A này nhé. Thì mỗi thẻ có một số thuộc tính riêng và có một số thuộc tính chung. Thì tôi chỉ nói mà đây tôi nói thêm một chút là thuộc tính riêng chúng ta bắt buộc phải học thuộc lòng, bắt buộc dạy cho sinh ăn cái thẻ này, cái thuộc tính này nó chỉ đi với cái thẻ này thôi, không đi với thẻ khác. Nhưng mà có cái thuộc tính chung là những cái mà nó mang tính là tổng thể, mang tính chung của toàn bộ cái hình cái toàn bộ cái không gian của trang web và HTML nói chung. Thì tôi xin liệt kê ra đây một số các thẻ chung quan trọng nhé. Cái thuộc tính chung là những thuộc tính mà áp dụng cho tất cả các loại thẻ, thẻ nào có cái thuộc tính chung này. Mà cái thuộc tính chung này là gì, là nó mang tính tổng thể, nó mang tính đặc trưng của cái của HTML và CSS rất quan trọng. Mà cái thuộc tính chung là cái mà nó rất quan trọng, và nó chung áp dụng cho tất cả mà nhé. Thì như sau này, đầu tiên là chúng ta biết là có thuộc tính là style. Đấy. Style thì khi mô tả thuộc tính, bây giờ nó phải là có dấu bằng, sau đó là chúng ta mở mở ngoặc kép và bên trong không bóc đỡ được, bên trong chính là cái giá trị của cái của thuộc tính đó. Thì một thuộc tính có thể nó có nhiều giá trị nhé, có nhiều giá trị. Thì cái style là thuộc tính rất quan trọng, là thuộc tính là chung, là thuộc tính để mô tả định dạng. Đây là cái thuộc tính này để định dạng nhé. Đấy. Định dạng như vậy chúng ta hoàn toàn có thể định dạng riêng cho từng phần tử một ở bên trong lòng từng cái thẻ một của phần tử đó. Thì cái định dạng này nó chính là CSS thôi. Cái này chính là CSS, nhưng mà nó là CSS, gọi là CSS nội tuyến, nó nằm bên trong, và cái này người ta rất ít khi dùng, ít khi dùng. Vì sao? Bởi vì chúng ta đã có cái CSS là mô tả bên ngoài rồi, trong phần sau của chương trình đấy, cho nên cái phần này chỉ nói ra để cho học sinh biết thôi, còn ít khi dùng cái này. Vì dùng này sau đó muốn sửa rất là khó. Vì vì sao lại sửa rất khó? Bởi vì khi mà chúng ta mô tả một cái style nằm ở bên trong lòng cái thẻ, thì sau đó chúng ta sửa trên CS không sửa được nữa. Cái CS là bên ngoài, chúng ta mô tả ở bên ngoài nhé, thì CS nó có trọng số, nó có cái ưu tiên thua cái này,
Cho nên là cái này là cái ưu tiên rất là cao, rất cao đấy, ưu tiên là cao gần nhất luôn. Cho nên là ở bên ngoài chúng ta tha hồ mô tả sẽ không ảnh hưởng đến cái bên trong này. Cho nên chúng ta tránh dùng cái này, tránh dùng khi mô tả style, trừ ra trường hợp rất đặc biệt mô tả. Cái này là cái nó là về 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 mặt là một cái là cái tư duy thiết kế thôi nhé. Thì chúng ta thì chúng ta thì nhưng mà style không cần nói nó để biết thôi, chứ còn theo tôi thì không nên nói kỹ hơn, không cần nói nhấn mạnh vào cái style này ở bên trong lòng một cái thẻ, mà cái style này sẽ được mô tả chi tiết ở trong cái phần CS phần thứ hai. Toàn bộ cái CS là cái gì ở phần thứ hai, chính là tất cả cái gì mà nằm trong style, nằm trong cái thẻ, nằm trong cái thuộc tính style của từng thẻ một, thẻ chung. Nhưng mà thẻ style chính là cái thẻ dùng để mô tả và cái thuộc tính về định dạng nhé. Rồi nhưng mà định dạng có đầu cái tiếp theo nữa quan trọng này, tiếp theo nữa là cái ID nó là cái mã định danh nhé, mã định danh. Cái này dùng để làm gì? Cái này dùng để mà đánh mã riêng cho từng phần tử một HTML một. Nhưng mà chúng ta trong một trong app có nhiều cái thẻ HTML, nhiều phần tử thì chúng ta có thể phân biệt ra. Thông thường khi nào dùng mã định danh khi mà cái phần tử đó là phần tử quan trọng ở trong một trang web. Phần trang web chúng ta có rất nhiều văn bản, đúng không? Văn bản chúng tôi mô tả một cái bài văn, ví dụ thế, một cái bài văn của một tác giả nào đó, thì cái bài văn đó là cái bài văn mà nó đều nhau, chứ tôi không quan trọng. Mà tôi chú ý nhất trong bài văn đó nó có một đoạn văn là rất quan trọng, tôi đánh mã cái đoạn văn đó để sau này tôi có thể lập trình, tôi có thể viết CS, tôi cho cái đoạn mã đó là in đậm, in nhạt tùy tôi. Thế ví dụ thì như vậy là cái mã định danh là những cái để dùng để đánh 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 đúng mà đánh số đấy, đấy chứ. Đánh số như vậy thì tất nhiên về lý thuyết trong trong một tệp HTML mà có n cái phần tử, chúng ta có đánh số n cái ID vẫn được, không sao cả. Nhưng làm thế thì mệt mỏi lắm, không ai ngồi mà gõ ID được bằng 1 2 3 4 5 P1 P2 P4 P5 từ đầu đến cuối được, rất là ngại. Chúng ta chỉ đánh số đánh mã định danh cho một số thẻ quan trọng thôi, một số cái phần tử quan trọng. Mà cái mã định danh này là nó phải khác nhau từng đôi một, bạn chú ý nhé. Thì cái phần ID này cũng rất quan trọng luôn, dùng rất nhiều ở trong nhiều nơi mọi chỗ, đặc biệt khi mà sau này khi mà chúng ta sang cái phần CSS hoặc sau này nữa sang phần lập trình thì tha hồ sử dụng cái ID này, dùng rất là nhiều nhé. Rồi nhưng mà ID lầm tính quan trọng mà trong sách giáo khoa thì lại không nói ngay từ đầu. Trong sách giáo khoa thì khi nói đến phần đó thì người ta mới dùng, thì mới nhắc đến thôi, còn nhưng mà thậm chí còn nói rất là hời hợt, không nói kỹ đó. Cho nên nhưng mà trước đây thì mà tuần hôm nay tôi nói đây, tôi chỉ bày rõ để các thầy cô thấy ID là một trong thứ tính rất quan trọng. Rồi vì cái ID này mà nói ngay từ đầu trong bài trong cái bài đầu tiên của trong bài số 2 của chương trình ấy, thì nó học sinh nó không hiểu, cho nên nói là phải nói phần sau. Một cái tính thực tế rất quan trọng là cái gì? Là class. Đấy, cái này là cái rất quan trọng luôn nhé. Class bằng, đây là tên lớp. Đấy, tên lớp nhé. Tên lớp rất quan trọng. Chỉ đó sự, không phải bạn đóng ngoặc cái này nhé. Đấy, ngoặc kép nhé. Thì đây là mô tả cái lớp, định nghĩa cái lớp cái lớp của một cái các phần tử ở trong một cái ở trong một cái trang web. Thì các cái phần tử có thể chia thành những cái lớp. Một lớp như vậy là nó chứa nhiều phần tử. Một phần tử có thể nằm trong nhiều lớp. Đấy, như vậy lớp đúng là lớp là một lớp, khái niệm lớp là một lớp những cái phần tử mà nó liên quan đến nhau. Và sau này chúng ta có thể lập trình, chúng ta có thể định dạng các cái lớp đó là có cùng một định dạng khác nhau. Đấy, tôi lấy ví dụ. Vì chúng ta có một cái văn bản, chúng ta muốn là cứ các cái phần tử mà nó ở phần tử đánh danh số lẻ, chúng ta cho một thành một lớp phần tử chẵn cho thành một lớp. Sau đó chúng ta chỉ làm cái lệnh là gì, là chúng ta định dạng tất cả phần tử lẻ là căn trái, phần tử chẵn căn phải, là một lệnh thôi, là tất cả các phần tử chẵn là căn trái, phần tử lẻ là căn trái, phần tử chẵn là căn phải. Từ trên có rất như vậy là khái niệm lớp là nó rộng hơn rất nhiều lần so với ID. Như vậy là gì? Như vậy chia như sau này, cái này rất quan trọng nhé. Như vậy là gì? Như vậy là ở trong tức là gì, chúng ta hình dung nhé. Như vậy là gì? Như vậy là gì? Như vậy là một cái tệp nhé, một cái tệp HTML thì nó bao gồm một cái tổ hợp tất tất cả các cái phần tử, rất nhiều các phần tử HTML
phân tử khác thêm một lần. Thì như sau, một là mỗi phần tử, mỗi cái phần tử HTML có thể có mã định danh riêng, mã định danh ID riêng. Giống thẻ căn cước của chúng ta lại mỗi người có một thẻ căn cước công dân mà nó phải khác biệt nhau, ID riêng. Và các phần tử nó chia thành, nó có chia thành nhiều lớp, chia thành nhiều lớp, nhiều lớp rất quan trọng. Một phần tử nằm trong nhiều lớp và một lớp có nhiều phần tử. Ví dụ trong xã hội chúng ta thì mỗi một người có một thẻ căn cước riêng là ID. Ngoài ra trong chúng ta nó chia rất nhiều lớp, tầng lớp là trung lưu, tầng lớp là nhà nghèo, tầng lớp là sinh viên, tầng lớp là học sinh, tầng lớp là cán bộ công nhân viên, và tầng lớp những người làm IT, tầng lớp những người làm dịch vụ có thể là rất là nhiều, và hay tầng lớp những người là như vậy. Mỗi người có thể nằm trong, tôi là năm nay tôi là phòng, tôi làm người trong nhà trường, tôi có thể vừa là giáo viên, tôi vừa là phụ nữ, tôi có thể tôi nằm trong, vừa nằm trong cái lớp giáo viên, vừa nằm trong cái lớp là phụ nữ, vừa nằm trong lớp là hội những người thích hát, nằm trong cái lớp là hội những người thích đi du lịch. Như vậy là trong số chúng ta nó có rất nhiều cái đó, thì cái điểm đó là cái điểm lớp rất quan trọng. Thực ra cái điểm lớp theo tôi còn quan trọng hơn cả cái ID. ID nó đặc biệt, nó chỉ ra từng phần tử một, còn lớp mới là cái được rất nhiều. Mà hay là mỗi phần tử là nằm trong nhiều lớp. Như vậy khi mà những người mà thiết kế, những người mà thiết kế mà lập trình trong app thì ngoài cái việc mà anh ta là phải gõ nội dung phải chính xác này nhé, cái việc nội dung soạn thảo nội dung là phải chính xác, nó phải ngôn ngữ bằng tiếng Việt mà có những phần thảo văn bản là phải có chính xác. Ngoài ra anh phải rõ, anh phải có cái phân biệt, có cái thiết kế trước, như vậy cái văn bản này sẽ có là chia thành lớp này, và cái đoạn này nằm trong cái lớp này, đoạn này nằm trong cái lớp này, được chưa? Như trong bài văn của chúng ta, như trong trong chúng ta sẽ mô tả, chúng ta chỉ viết ra là có hai bài thơ. Bài thơ một của tác giả A, Tố Hữu, bài thứ hai là của tác giả B. Bài số 1 thì là thuộc thể là lục bát, bài thứ hai thuộc thể thơ 7 chữ, thì chúng ta tạo ra hai cái lớp, ba lớp, một lớp là thơ Tố Hữu, một lớp là thơ gì đó tác giả thứ hai, và một lớp nữa là lục bát, một lớp là 7 chữ, và mỗi một cái đoạn văn bản trong đó chúng ta sẽ đưa vào các lớp đó. Thì cách viết chúng ta tạo ra lớp là như sau, nó rất rất đơn giản như thế này. Đây chính là tên lớp và tên mã định danh đều phải gì, đều phải là bắt đầu bằng chữ cái, và không có dấu cách nhé, mà phân biệt chữ hoa chữ thường. Để nói thêm một chút, nhưng mà chúng ta sẽ mô tả như sau này, mô tả ID và lớp như sau nhé. Đây nhé, ví dụ tôi gọi cái P này, đây, cái số ID là số, đây một chút mình tôi phải xóa đi. Đây nhé, đây P ID bằng J1 cho tôi nhé, Hà Nội của ta nhé. Đây chào P. Thì đây là đây là một cái phần tử của năm, nó có cái mã định danh là D1. Bây giờ tôi làm tiếp tục một cái hai nhé, tôi lại nhầm chỗ này, thì là không, chỗ này xóa đi nhé. Tôi là class bằng thơ, nó là thuộc dạng thơ, thơ nhé. Bài thơ một, bài thơ số một, thơ như vậy nhé. Đây thì đây được. Như vậy là cái phần tử này nằm trong cái lớp thơ. Nếu mà một phần tử nằm trong hai lớp, mô tả như sau. P nhé, class bằng lớp 1 dấu cách lớp 2, chúng ta có thể mô tả như vậy, lớp 2. Đấy. Sau là nắm cái này, mô tả. Như vậy là nếu mà nó là một cái từ liền nhau như này thì nó là một cái uộc thôi, thì nó là nằm trong một lớp. Còn nó có hai từ hay là ba từ thì nó nằm trong nhiều lớp. Mà cái lớp này là tên, có thể tên trùng nhau. Còn ở trên này nhé, trên này là cái ID là phải khác nhau từ lên một, không cho hai phần tử có cùng một cái ID. Đấy, bạn chú ý nhé. Thì đó là cái
Được chưa? Thế bây giờ tôi là quay lại chỗ nãy, đây thì một là style này, hai là ID, ba là class. Còn một cái nữa rất quan trọng nữa, một cái nữa là cũng rất là hay dùng nhé, một cái nữa, một cái thuộc tính nữa mà theo tôi cũng hay dùng là name, rất hay dùng là các bạn tên. Tên đây là tên 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 của cái tên của cái phần tử đó nhé, tên của cái phần tử đó. Đấy. Thì, nhưng mà đây là những cái rất hay sử dụng mà dùng rất nhiều ở ở nhiều nơi. Cái tên này rất hay, nhưng cái tên này, cái name này nó dùng trong rất nhiều nơi, và nhiều chỗ. Thật là cái tên nó hơi giống cái ID, nhưng mà nó phải khác nhau từng đấy một. Và nhưng mà trong 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 cái này là do là những người mà họ làm là HTML, họ làm lúc thì trong các cái em để sử dụng khi lập trình ấy, thì lúc chỗ này là dùng ID, chỗ kia thì là dùng dùng name. Ví dụ khi chúng ta dùng các dùng mã định dạng thì người ta thường chỉ định nghĩa định dạng theo ID chứ không có định dạng theo name. Nhưng mà name là dùng ở rất nhiều nơi khác, rất nhiều nơi người ta dùng name. Và nhiều người có thể nhiều người sẽ lẫn lộn cái ID và name. Có lẽ chính vì vậy mà khi em tôi nói thật là trong cái cuốn sách của chúng ta này, trong cái phần mà nói về cái iframe ấy, khung nội tuyến ấy, thì phần này là cô Thư có viết, cô Thư cô nhầm cái name thành ID. Thì chúng ta mô tả tạo cái khung nội tuyến ấy, chúng ta có thể ở trong một trang web có thể chúng ta có hai, chúng ta tạo ra hai khung nội tuyến, và hai khung nội tuyến đó là chứa hai trang web, chứa hai cái link. Thì cô ấy lại dùng là sử dụng dùng cái ID của iframe để đưa cái trang web vào, nhưng mà lại sai, phải là dùng name. Name dùng trong rất nhiều nơi, đặc biệt là name dùng rất nhiều ở trong các cái form, các cái phần tử của form dùng để nhập dữ liệu, thì cái name là cái rất quan trọng hơn là ID. Khi chúng ta mô tả một cái form bên trong đó có rất nhiều các cái phần tử dùng để nhập dữ liệu, thì cái name là cái vô cùng quan trọng. Trong đó trong cái trong phần tử của form cũng vừa có ID vừa có name, nhưng cái name là quan trọng hơn là cái ID. ID không không dùng nhiều bằng cái name. Nhưng cái name là như vậy, là nhắc lại style là một, ID là hai, class 3, và name là thứ tư, là theo tôi là bốn. Đây là bốn cái thông số mà nó thuộc tính chung, mà nó cái game nào, bất cứ phần tử nào cũng có thể đặt ra cái này. Còn những cái phần tử riêng, cái thuộc tính riêng đã dành cho nó, đặc thù riêng cho cái phần tử đó thì đặt đây nhé. Rồi như vậy là bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Thì cái bài học mà nói về bài học mô tả các cái thẻ định dạng về danh sách và bảng biểu, thì phần này cho tôi rất là dễ, cho tôi chứ không, phần này nó dễ, các bạn chỉ học thuộc lòng, làm theo cái mẫu của sách khoa của chúng ta làm riêng. Thì trong cái bài đó mô tả có bốn, có ba cái thẻ dạng danh sách và một cái thẻ dạng bảng biểu, là cái thẻ table. Danh sách chúng ta có ba cái thẻ, thẻ UL, OL và DL. UL là danh sách không thứ tự, OL là danh sách có thứ tự. Cái UL là tương đương với, phải tôi viết nhanh nhé, vì nó cũng cái bài đó nó dễ, nó không có gì là khó cả. Bây giờ thầy cố nhanh nhé. Cái bài đầu tiên, cái bài số 8 là cái thẻ định dạng văn bản, thì nó dễ, thì nó vừa nó vẽ một loạt đấy. Còn sang cái phần sang các cái thẻ danh sách, và bảng biểu, thì chúng ta nhớ vài cái thôi. Danh sách chúng ta nhớ là ba loại, là UL thì tương đương với là bullet của uộc, còn là OL là tương đương với là numbering. Còn cái DL thì không có, nó không có tương đương, tôi không biết, thằng nó tôi không rõ lắm, này tôi không rõ lắm nhé, để các bạn tự tìm hiểu. Còn còn cái table thì nó tương đương với bảng biểu, đặc biệt chọn trong ô. Mấy cái bài này là dễ nhé. Rồi bài này chúng ta sẽ không, chúng ta chú ý một chút về cái bullet, cái UL và OL, thì tôi có thêm cái thuộc tính để mô tả cái kiểu kiểu bullet, kiểu ký tự bullet và cái kiểu đánh số nhé. Cái này các bạn không có gì. Rồi bây giờ chúng ta sang phần cái bài tiếp theo,
là cái bài liên quan đến cái bài tiếp theo là bài liên quan đến cái thẻ A nhé, cái thẻ A. Thì cái thẻ A, có lẽ cái bài thẻ A, cái bài là tạo thẻ tạo liên kết ấy, là cái bài quan trọng. Cái bài này là cái bài quan trọng vì nó rất là ngắn nhé. Cái bài mà thẻ thẻ A tạo liên kết thì cái bài này theo tôi là quan trọng mà nó rất là ngắn. Đấy. Chúng ta chú ý nhé. Thì đây chính là cái một cái thẻ, đây là có thẻ đầu tiên mà cái ông Kimberly, ông ta nghĩ ra đấy. Ông ta nghĩ ra như cái tư tưởng của ông Kimberly là như này, là mỗi một cái trang, mỗi một cái văn bản, một cái tệp văn bản là một địa chỉ riêng trên internet. Và hai là từ trang này, cái tách của nó thành là siêu tách, là siêu văn bản, chúng ta có thể bấm nút để chuyển sang một cái trang khác. Thì ta dùng cái thẻ A như vậy, cái thẻ A là cái thẻ đầu tiên, có lẽ là chỉ cái thẻ đầu tiên, cho nên người ta dùng từ A. Thế nên tôi không đi hiểu lắm cái từ A này, tiếng Anh nó liên quan đến cái chữ liên kết đó. Đúng không? Chắc là cái chữ A này hiểu là cái thẻ đầu tiên đấy, cái thẻ đầu tiên thì nó quan trọng, cái thẻ đầu tiên. Và nó biến nha, cái thẻ A này nó rất đơn giản thôi, nhưng mà nó chính nó là nó tạo nó là cái thẻ gốc mà nó giúp cho chúng ta biến cái văn bản có nhiều cái tách, thì nó có một cái tách đặc biệt gọi là siêu văn bản. Đây, cái này nó là hai cái tách nha, hai cái tách siêu văn bản. Cái ông này nghĩa cái từ này do chính cho cái ông đó nghĩ ra, là cái từ hypertext, và cái từ là HT, cái từ là HTML chính là cái HT này, chính là cái hypertext đấy. Và cái M là markup, là language, ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Đấy, ông này nghĩa cái từ này chính là. Và như vậy nó sẽ link sang đây, đến từ đây nó có cái như này, nó lại link về đây, hay là để có nút nữa lại. Như vậy là các văn bản được chia sẻ trên mạng của cái ông Timberlin này, nó có cái tính chất là nó có liên kết loạn xạ ngộ trên internet này. Thì và cái này nó tạo ra một cái như một cái mạng nhện. Chúng ta nghĩ ra cái từ kiểu web, vậy là vừa HTML. HTML chính là cái từ HT là từ là siêu văn bản, còn cái từ là markup language là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản và trang web. Thì đây là cái thẻ A, chính là cái thẻ trung tâm mà nó tạo nên sức mạnh của web, chính là nó. Thì cái bài này các bạn này, theo tôi cái bài này là bài rất quan trọng, chúng ta nên dành thời gian cho cái bài này. Thực ra thì mà thực hành nó là dễ, nhưng mà vấn đề chỉ là nhấn mạnh cho học sinh biết ý nghĩa của nó. Thì cái bài này là nó hay là chỗ đó nhé. Đấy, thì chúng ta chú ý thì cái thẻ này nó có bắt buộc phải có cái thẻ A, và đây là một cái thẻ đôi, và nó bắt buộc nó phải có cái một cái thuộc tính là hred. Ngoài ra nó một tí nữa là thác kịt nữa, thì tôi xin mô tả nhanh nhất để tôi mô tả đầy đủ lại cái thẻ, cũng chưa phải hết đâu. Các bạn muốn tra cứu, tức là các bạn muốn tra cứu, các bạn vào mạng có hẳn cái trang nó mô tả, nó gọi là một cái từ điển của tất cả các thẻ HTML. Chúng ta vào, chúng ta tra cổ tha hồ tra cứu tên thẻ này, thuộc tính của thẻ này, rồi các cái giá trị của thẻ ra làm sao, cách dùng ra làm sao, nhiều lắm. Cái cuốn sách mà mô tả các cái thẻ của nó là HTML, nó có hàng phải hơn 1.000 trang, nhưng mô tả chi tiết nó nhiều lắm, nhưng mà chúng ta chỉ dạy phần nào cơ bản nhất thôi. Thế thì nói về cái thẻ A này như này nhé, thẻ A thì thẻ A thông thường là nó có một cái là href, và đây là href nó chỉ đến là khi bấm vào cái link đó. Đây đây là cái thông tin, là các cái liên kết đây, cái dòng liên kết đây, dòng chữ để dòng chữ liên kết nhé. Thì cái dòng này, cái liên kết này là có thể là chữ, có thể là hình ảnh nhé. Đấy, và sau này là chéo này. Thì như vậy là nó có cái href là bắt buộc phải có này. Ngoài ra nó còn có thêm nhỉ, a này, href này bằng này, url nhé. Ngoài ra có một thẻ nữa, có thể không có không là target bằng. Thì target có rất nhiều các cái thuộc tính. Thì ở đây cái thuộc tính bất định của nó là chính là cell như thế này, tức là khi ta bấm vào, chúng ta bấm vào cái link này, thì nó sẽ hiện ngay trên cùng trang web, và nó xóa cái trang web hiện thời đi, hiện ngay trên trang web đó. Hoặc nếu chúng ta viết ở đây nó là blank blank,
thì nó sẽ hiện ra ở ở ở một cái trang web mới, nhé. Hoặc là chúng ta viết một cái frame name chẳng hạn, name nhé của cái frame, thì nó sẽ chuyển đến một cái frame. Như vậy thì cô đặt như sau này, tôi có một trang web đây, có một cái trang web ở đây nhé, ở đây tôi vẽ một khung ở đây, và đây tôi có một cái link ở đây, bấm đây thì cái trang web đích của nó sẽ hiển thị ở trong này. Để trong cái bài tập của cái chương của cái phần này, nó có bài tập là có hai cái link đây. Bấm vào link này thì nó chuyển, nó đưa đích vào trong cái khung này, bấm vào đây thì nó chuyển vào đây, thì đây là cái bài tập ở trong cái phần phần sau cái bài nó về khung nội tuyến ấy. Thì cho bài này là cô Thư cô bị nhầm là dùng cái chỗ này là dùng ID của frame, không phải là name nhé, đây là name frame nhé, chứ không phải là ID, cái này bị nhầm nó sẽ ra khoan. Thì cái này các bạn đừng nghĩ các bạn sửa lại, năm nay là không kịp sửa đâu, cái này sang năm thì in lại người ta mới sửa kịp. Đây tôi nói thêm một chút, tôi là người tham gia tác giả sẽ ra khoa cho tôi biết mà, cái quy trình nhà xuất bản nó làm, nó gọi là cái quy trình mà từ soạn thảo, chỉnh sửa, rồi in ấn, rồi là mi trang, nó vô cùng phức tạp. Mà cũng khoa học đúng thôi, vì như tác lập sách giáo khoa là phải chặt chẽ, cho nên là giả sử chúng tôi có phát hiện ra lỗi thì có truyền cho đưa gửi cho các xuất bản, thì còn lâu họ mới có thể họ phải qua hàng mấy chục cái quy trình thì mới sửa được một lỗi, và như vậy thường là không kịp. Nó cho nên là hầu hết những cái lỗi mà khi phát ra khi bắt đầu tiên nhà xuất bản đầu tiên bây giờ cũng in ra một loạt cái sách gọi là sách thử nghiệm để cho khi phát cho các nhà trường, phát cho các sở để họ xem trước, để họ không thời gian để họ sửa lại. Thì hầu hết là không bao giờ người ta tìm ngay cái lỗi đâu, mà thường sau một vài thời gian khi bắt đầu dùng rồi mới phát ra lỗi. Thông thường đến sát cái ngày mà in thật thì mới hiện lỗi, mới báo lại thì không kịp nữa. Chỉ những lỗi này là cái này thật lỗi là lỗi tương đối nặng, thì cái phần này chính là cô Thư viết, nhưng mà tôi là người chủ biên, nhưng mà tôi có trách nhiệm với chuyện này. Thật ra là khi các bạn biết là khi làm cái sách giáo khoa này thì nó nhiều thứ lắm, nó kinh khủng lắm, nói chung là làm rồi mới thấy là nó. Ngày xưa chúng tôi cũng viết sách giáo khoa của cái đợt trước ấy thì nó không như vậy, đợt trước nó không cồng kềnh như lần này nó làm cho cái sự cồng kềnh phức tạp của cái là viết sách nó tăng lên gấp 10 lần luôn so với ngày xưa nó thoáng rất nhiều lần, còn bây giờ nó kinh khủng lắm. Nhưng mà chính mình không hiểu nó, cho nên thậm chí vì là cứ bận cứ phải thỏa mãn yêu cầu của hội đồng thẩm định, chứ không kịp xem lỗi này, lỗi nhỏ này là không thì không thời gian ngồi xem lại lỗi như này nữa. Vì nó khi tôi viết ra cái đó, hội đồng định là phản hồi lại, mình lại phải sửa theo, họ lại phản hồi lại sửa, cứ như vậy hay quá trình là sửa mà mình không được phép tranh luận, không được phép cãi. Nhiều cái hội đồng định nói đúng thì mình sửa đúng, nhưng hội đồng thẩm định sửa không đúng với mình vẫn phải sửa. Nó là những cái nó rất là gây căng thẳng, và gây nó gọi là thừa, nó mất công. Trong khi đó thì cả hội đồng thẩm định lẫn cả tác giả lẫn cả những người đọc thêm nữa không phát hiện ra những lỗi tiểu như thế này. Chứ năm nào có thể cô thấy nó nặng có lỗi nhỏ, và những lỗi đó như khi chỉ là do cái biên tập viên họ xóa không kịp chỗ này, viết không kịp chỗ kia. Nhưng lỗi này là lỗi thực sự do là không ai ngồi xem lại. Khi chúng tôi ghi phần này là giao cho cô Lê Kim Thư viết, cô Thư là người viết rất cẩn thận, rất chỉnh chu, nhưng không hiểu vì sao lại lọt ra cái lỗi này. Không sao cả đâu, các bạn là nó cũng đơn giản mà, không có gì. Đó, thì chúng ta, nhưng mà đây có thêm một cái nữa rất quan trọng là cái URL này là cái gì? Là cái trang web đích. Đó, thì trang web đích bây giờ là nó có, là cái khi nói về URL ấy, URL thì đây nó có một loạt những cái thông tin mà cần chú ý khi nhắc đến phần này. Cái phần nó gọi là cái URL là cái trang web đích dùng để link đến một trang web kia đây, đúng không? Còn cái hai bậc tách đây nó link một trang web khác. Đấy, thì chỗ này địa chỉ ra làm sao? Thì cái chỗ này chính là mô tả bằng cái URL đấy. Đấy, URL ở đây nhé. Đấy, thì nó làm cái URL Universal Reference Locator, tức là cái anh thấy nhé. Thì đó là cái địa chỉ đích. Thì cái địa chỉ đích này, cái địa chỉ đích này thì nó có mấy loại như sau. Chúng ta chú ý mấy loại. Một là nó là cái địa chỉ tuyệt đối, là nó chuyển đến một cái địa chỉ, một cái trang web khác, không phải trang web hiện thời. Hai là cái địa chỉ tương đối, là nó chuyển đến cái địa chỉ tương đối đến trang web trong cùng
một website hiện thời, tức là nằm trong cùng một thư mục. Chúng ta hiểu dung nhé, khi chúng ta thiết kế một cái website, thiết kế một cái website thì toàn bộ tất cả những gì mà trong cùng website đó nó sẽ nằm trong cùng một thư mục. Ví dụ tôi viết là có một trang web là ví dụ như là www.nhân dân.vn đó, trên này nó là https đấy nhé. Thì cái này nó chỉ là giao thức thôi, cái này là cái tên miền chỉ ra cái IP của cái website của chúng ta. Thì trong website đó là cái chỗ này nè, ứng với một cái thư mục gốc đấy, và bên trong này có rất nhiều thư mục con, rất nhiều các tệp đấy. Trong này là các cái thư mục con và các cái tệp HTML đấy. Được chưa? Thế thì như vậy là một cái địa chỉ nó phải gồm cả cái phần này và cả cái phần đằng sau này nữa. Đấy. Thì cả cái này nó gọi tuyệt đối, còn mô tả riêng một sau này thì nó là địa chỉ tương đối. Đấy. Thì đã biết. Khi mà tôi link đến một cái trang web nằm trong cùng một cái website đó, như vậy nó chỉ nằm trong cùng một thư mục gốc mà thôi. Thì chúng ta có thể đưa ra chuyển từ thư mục sang thư mục khác nhé. Thì cái thư mục mà chứa cái trang web hiện thời thì nó là thư mục hiện thời. Đấy, ví dụ là ta có thư mục gốc đây nhé, sau đó chứa một thư mục con ở đây. Chúng ta là chỗ này đây, chúng ta đang xem đây, nó link đến một cái trang web này chẳng hạn, thì nó sẽ phải đi ra thư mục gốc, sau đó chui vào đây. Đấy, thì nó là cái đường dẫn tương đối đến vị trí này. Thì đối với học sinh mà thế hệ cũ của những người nào, các thầy cô nào mà già một chút ấy, trên 40 tuổi thì ngày xưa từng học cái thư mục gốc ấy, hệ thống thư mục ấy thì dễ hiểu. Nhưng học sinh mới bây giờ thì nó không, họ làm quen học về máy tính, họ mặc dù là học sinh lớp 3, lớp 6 có làm quen khái niệm thư mục nhưng mà nó quên ngay. Cho nên chỗ này là cần phải nói kỹ hơn với học sinh nào mà các em chưa hiểu rõ về cái khái niệm về cấu trúc thư mục ấy thì cần phải nói rõ đâu là thư mục, cái điều dẫn để dẫn từ dẫn đến đây, từ cái tệp này, cái tệp này là như thế nào. Đấy, mô tả nó được dẫn. Thì trong chỉ tuyệt đối nó phải có nhé. Còn loại thứ hai nữa là loại thứ ba là không những đến một địa chỉ mà đến một cái ID, một cái đường dẫn đến một cái ID, một cái mã định danh trong một trang web. Không những đến một trang web cụ thể tương đối mà sau đó có thể chuyển thẳng đến cái vị trí của một cái paragraph hay của một cái phần tử HTML mà có cái ID cụ thể, thì khi đó nó sẽ máy tính nó sẽ hiện ngay với đầu trang là một cái bài viết đó. Bạn thấy trên thực tế mà nói thì một trang web, một trang HTML ấy, nó hiện ra trên màn hình chúng ta nó phải hàng trăm trang, các thầy cô có thể dùng chuột kéo thả xuống dưới kéo mãi không hết một trang web. Nó càng lớn ấy, sau này càng lớn thì nó rất lớn. Và như vậy chúng ta không thể nào mà chuyển đến đầu trang được. Khi chúng ta gọi địa chỉ tối này hoặc cái này này là nó chuyển đến ngay đầu trang, và cái đó phải kéo xuống phía dưới thì mới tìm được cái trang đó. Còn mà chúng ta dùng ID nó chuyển thẳng đến cái ID đó thì đặc biệt nó sẽ rất nhanh, nó chuyển thẳng đến chính cái phần tử nhất, phần tử HTML mà chứa và có cái ID đó. Như vậy nó phải là duy nhất. Nếu mà trong một trang web mà có hai cái địa chỉ, có hai cái ID giống nhau thì máy không có lỗi đâu, nhưng mà chúng ta sẽ chuyển linh tinh, nó sẽ lung tung lắm, nó sẽ lỗi lung tung. Thì cái ID là phải thống nhất. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì như vậy cái bài số 3 này là cái bài quan trọng nhé. Rồi, tôi sang bài tiếp theo, cái bài số 4 là cái bài mà chúng ta sẽ có một loạt việc chèn các phần tử đa phương tiện. Bài số 4 là cái bài mà chèn được đấy chứ. Bài tiếp theo nhé là cái bài là chèn. Đây. Bài tiếp theo là bài chèn các cái tệp đa phương tiện.
phương tiện nhé. Thì bài này nó có nhiều thứ nhưng mà các thầy cô nên nên tập trung vào. Và tôi cũng một là ta chèn ảnh, là chính nhé. Còn tất nhiên là các cả chèn có cả chèn ảnh là chính, rồi là chèn chèn video audio. Đấy. Và cái thứ ba là khung nội tuyến, tức là cái thẻ iframe nhé. Thì ở đây nhấn mạnh hai cái này, hai là ảnh, hai là cái khung nội tuyến này. Để chúng ta chú ý. Thì cái chuyện ảnh này nó không thì tôi lấy ví dụ một cái ảnh như này, tôi lấy ví dụ nhé. Thì tôi copy cái này trên trong máy tính cho con, nên copy tôi chuyển đây cho chúng ta xem nhé. Đây, đây nhé. Cho cái đấy nó ảnh nó không hơi huyền ra nhỉ? Bị lỗi đâu đó. Cái đèn trên máy tính cá nhân cơ, tôi để tôi lập trên mạng không được. Nhưng cái này tôi để bìa copy cái ảnh này cơ, hơi phiền một chút, hơi phiền một lúc nhá. Thôi được, tôi làm cái ảnh khác vậy. Bìa tôi để copy một cái ảnh khác, tôi copy một cái tệp khác nhé. Đây. Thì cái tập này nó để tôi một chút, tôi sẽ copy cái này. Nó còn có thêm cả cái đi liền với khi mà chúng ta mô tả một cái ảnh ý, thì ngoài cái chuyện là nó có cái này, tôi copy, nó còn có thêm mà chúng ta có thể biến cái ảnh đó thành một cái công cụ để chúng ta có thể bấm nút. Chúng ta cái này cũng bị như vậy, để tôi hiểu sao nó bị như vậy. Để tôi đợi. Tôi một chút nhé, à, nó bị lỗi. Vẫn bị lỗi nhé, đợi một chút. Cái này là do... Thôi được. Cái này tôi không ở trạng thái sẵn sàng, tôi tìm lại thì hơi ngại nhé. Đây là tôi đã copy ở trên mạng rồi, đã copy vào đây để chúng ta hình dung, nhưng mà gì do là... chắc ở trên mạng nó đòi hỏi một cái gì đó nữa, tôi chưa kiểm tra lại nhé. Thôi được, chúng ta bỏ qua đi, vì chúng ta không có thời gian nhiều. Chúng ta sang cái việc khác, chúng ta có rất nhiều việc tôi muốn nói nhé. Nôm na là chúng ta sẽ phải tạo ra, để tôi copy lại, cái phần chính để chúng ta hình dung nhé. Copy lại ảnh phải như thế nào, để lấy ví dụ cái bằng này, cái bằng làm chay như vậy nhé, làm chay thôi, không có. Ví dụ như này nhé. Thì nhưng mà chúng ta sẽ phải có như sau này. Phải có là cái muốn chèn ảnh, chúng ta dùng cái thẻ IMG. Mà thẻ IMG này là cái thẻ đơn nhé. Thì bắt buộc tôi phải có cái thuộc tính là SRC, là mô tả cái đường dẫn dẫn đến cái tệp. Cái tệp này có thể nằm ở trên mạng, nằm có cái địa chỉ tuyệt đối, hoặc là nằm ngay trong website chúng ta mới có địa chỉ tương đối. Và khi mô tả một cái ảnh, thông thường nó phải có, bắt buộc phải có hai tham số là chiều rộng và chiều cao tính bằng pixel cho cái ảnh đó, nó sẽ hiện ra. Và cái ảnh nó thường là ảnh JPG hoặc là ảnh bitmap hoặc là ảnh JPEG nhé, nó là một trong những ảnh đó. Còn cái thuộc tính ALT là thuộc tính mô tả, nếu mà cái ảnh không có thì nó sẽ hiện cái chữ này. Vừa đấy tôi là có, nó hiện cái chữ này là do là nó không có nhé, nó không tìm thấy cái ảnh này. Thì nó do cái chuyện đó thôi nhé, mà lỗi để ta là không tìm thấy cái ảnh đó nhé. Rồi còn về khung nội tuyến thì chúng ta chú ý là khung nội tuyến là như thế này. Để tôi cũng xin copy lại mấy lần tiếp tôi làm rồi, nên tôi cũng xin copy lại thế này để xem đây nó có chạy hay không. Đây, khung nội tuyến đây nhé, khung nội tuyến đây, cho nên hiện ra bên này đấy. Thì như vậy là gì, khi nó là iframe nhé, đây là đóng iframe bên này, thì nó là như sau này, nó có là bắt buộc cũng phải có là SRC là cái địa chỉ đích mà chúng ta muốn chèn nó vào trong cái khung chúng ta.
và bắt buộc nó phải có một cái gì mà có một cái chiều rộng, một chiều cao ở đây. Được chưa? Thì đó là cái ngoài ra là có thêm một cái khi một cái thẻ A mà có chúng ta tạo một cái iframe mà rộng ấy, thì khi cái thẻ A có thể có link đến 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 đến, đến cái iframe này, thì iframe chúng ta đặt thuộc tính là name, thì đó cái chỗ cái thẻ A đó nó sẽ link đến, khi ta bấm cái thẻ A đó nó sẽ hiện ra ở trong cái khung nội tuyến này, cái được dẫn là cái đích cái được dẫn đó. Thế thì đại khái như vậy. Phần này nó không theo tôi nó không khó đâu, nó cũng cái bài này là nó không khó, được chưa? Được rồi. Cái phần tiếp theo là cái phần liên quan đến form, nó sẽ bỏ qua nhé, vì phần form nó rất là phức tạp, mà muốn nói kỹ phần form chúng ta phải nói nhiều phần khác nữa, nhưng tôi không đủ thời gian. Bây giờ chúng ta còn một nửa tiếng thôi, thì tôi sẽ nói sang phần phần CSS nhé. Phần form chúng ta sẽ bỏ qua, tôi sẽ có một buổi khác khi nào đó có điều kiện tôi sẽ quay lại cái form này. Cái form là cái, theo tôi cái bài form là một trong bài khó, mà muốn dạy bài khó mà rất thiếu nhiều kiến thức dạy cho học sinh, trong cái đó thì toàn bộ form chỉ có 2 tiết, thì theo tôi cái bài form là cái bài cần dạy đặc biệt để đi học đó. Mình theo tôi nói ở trên lớp ấy, cái bài form là bài mà chúng ta chỉ nên dạy một chút chút thôi để cho học sinh hiểu theo một ví dụ thôi. Sau đó thì cái phần phần chính của bài form đó sẽ là cái bài gần như cái phần mở rộng một cái dự án, một nghiên cứu giữa thầy và trò cũng phải làm. Thì tôi sẽ quay lại, tôi sẽ có những buổi riêng nói riêng về cái chủ đề form, vì khi nói form phải nói thêm một chút về về, về lập trình nữa thì nó mới hay, còn nó không nói form mà chỉ nói mô tả form thôi thì nó không không hay. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói sang phần CS, và tôi sẽ muốn nhấn mạnh một số điều quan trọng CS. À, phần này có lẽ tôi không nhiều thời gian, nhưng mà thế được, chúng ta sẽ có rồi sang phần 2 nhé. Bây giờ chúng ta chuyển hẳn sang phần 2 luôn, và tôi sẽ trình bày luôn sang cái phần tiếp theo là CSS nhé. Tôi sẽ nhấn mạnh một vài cái điều rất quan trọng liên quan đến CSS nhé. CSS. Đấy. Nôm na là gì? Nôm na CSS nó là một cái phần bổ sung cho HTML. Trước kia khi mà trước kia chưa có cái CSS thì người ta định dạng là người ta đưa vào trong cái thẻ cái thuộc tính style. Thì khi cũng cả cái P tôi dùng luôn style như thế này, style bằng tự như là color 2.blue. Đấy, tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Đấy. Cái blue. Đấy, tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Đấy. Và dòng chữ ở đây thì cái phần này là muốn được vào bên trong lòng cái thuộc tính style. Nhưng mà bây giờ khi đưa ra cái này rồi thì cái này người ta sẽ không dùng nữa, lại không dùng nữa, rất hạn chế dùng và không nên dùng, và cái việc mà định dạng sẽ đưa sang bên ngoài, như vậy. Như sao? Như vậy là nôm na khi chúng ta soạn thảo một cái trang web thì như thế nào? Như vậy theo cái lý thuyết mới này nhé, thì như vậy khi chúng ta soạn thảo một cái trang web thì như thế này, thì sẽ thấy cái vai trò khi chúng ta mô tả một cái trang web nhé, HTML, thì nó có đầu tiên là cái phần head nhé, phần body nhé, và đây là HTML. Thì phần body này là cái phần mà chúng ta vẽ nội dung của trang web hay là các phần tử HTML. Thì phần nội dung này này là phần nội dung chúng ta sẽ chỉ gõ text, chúng ta không định dạng, được chưa? Không có định dạng, chúng ta sẽ không dùng các cái style, mà tất cả các cái định dạng cho các phần tử của phần HTML sẽ được mô tả trong cái này. Đấy, trong cái này nó sẽ có cái phần nó gọi là nằm ở trong cái thẻ style ở trên này nhé. Đấy, chéo style. Và ở đây trong này chính là các cái phần mà định dạng nó gọi là CSS. Đấy, được chưa? Thì cái CSS, thực ra CSS nó có 3 cách. Một cách là nằm ngay trong cái thuộc tính style là nó nói phần trước, nó gọi là CSS nội tuyến. Cách thứ hai là cách này, nó gọi là CSS trong. Còn loại thứ ba là CSS ngoài, là có một cái file riêng
bên ngoài, mà thôi chúng ta không không học dạy cho những cái đó. CSCS ngoài hiểu nôm na là dành cho những công ty, những cái trang web làm rất chuyên nghiệp. Còn chúng ta ở đây, chúng ta sẽ làm ngay cái style đó, làm ngay ở trong trang web của chúng ta luôn, và nằm nó được mô tả trong cái head này. Đấy. Như vậy toàn bộ cái này này sẽ được mô tả bên trong phần head và độc lập phần body nhé. Đấy. Và cái phần cái style này, cái CSS này là đường để dùng để gì? Dùng để định dạng cho toàn bộ trang web, cho tất cả phần dưới này nhé, cho tất cả luôn. Lỗi nhé. Đó, chúng ta chú ý nhé. Thì đây chính là nội dung của cái phần 2. Thì tư tưởng của CSS là nó rất là giống với style sheet của Work. Chúng ta nhìn lại. Trong Work ấy thì chúng ta đây này, trên màn hình chúng ta chính là Work này. Để tôi cho các bạn xem nhé. Trên màn hình của chúng ta chính là Work đó. Đây tôi đang vẽ cho Work. Thì đây là cái phần này, đây là các style sheet này. Đây. Chúng ta có thể gõ đây vào cho đây là tên các style sheet đây. Đó. Đấy. Đây chính là style sheet đây. Và đây chính là cái style sheet này chính là một trong những cái đặc thù của phần mềm MS Work, hay Work đấy của Microsoft. Và đây chính là một trong những cái rất quan trọng của Work. Đây là một trong tính năng mang tính cách mạng của phần mềm soạn thảo văn bản Work. Trước thời kỳ mà có Work ấy thì người ta hay dùng phần mềm là Work Perfect hay là Work Star. Thì khi đó cái phần mà định dạng nó ngay trong từng paragraph một. Nhưng khi mà có cái này rồi thì nó khác hẳn. Thì cái này nó làm cho đây là một cách mạng nhé. Thì khi mà dạy cái phần CSS này thì các thầy cô nên xem lại một chút cái phần CSS của cái phần style sheet của Work. À, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta nên xem lại một chút cái phần style sheet, nên xem lại các thầy cô chú ý như thế này. Chúng ta nên xem lại một lượt, nên xem lại, nên so sánh, nên xem lại cái tính năng tạo style sheet nhé. Của phần mềm Work hay là phần mềm Work của Microsoft ấy, nhé. Thì cái CSS của HTML nó copy, nó bắt chước hoàn toàn ý tưởng của cái này luôn, bắt chước hoàn toàn 100%. Mà tất nhiên là nó có cái điểm được khác biệt thì lát nữa tôi sẽ nói nhé. Như vậy là gì chúng ta nhớ lại cái văn bản Work. Đây là một cái tệp Work nhé, một cái tệp con đuôi là docs, doc là docx. Thì bản chất một văn bản Work là nó gồm các cái paragraph thôi. Chúng ta enter là gồm một hay nhiều paragraph. Chúng ta enter ở đây là kết thúc một paragraph. Enter ở đây paragraph là có thể có nhiều dòng nhé. Chúng ta enter một cái là hết một paragraph, được chưa? Thì cái tư tưởng của ta sẽ là như này. Chúng ta sẽ không định dạng riêng cái từ cái một, và chúng ta tạo ra một cái danh sách riêng, gọi style sheet riêng ra. Đấy, SS riêng ra, và mỗi một style sheet có một tên riêng. Đấy, đây là style sheet. Đây là style sheet normal, đây là normal. Đây style sheet là gì? Là hitting 1. Đây style sheet là algorithm, lập trình algorithm chẳng giới hiệu. Thấy chưa? Thì mỗi một style sheet này là nó tập trung các định dạng của một paragraph, và sau đó chúng ta lưu ở một nơi độc lập với cái bên này. Và chúng ta chỉ việc chúng ta con trỏ ở đây, chúng ta để con trỏ ở đây nha, chúng ta bấm vào đây cái để toàn bộ cái style sheet này áp dụng cho cái anh này. Đó, thì tư tưởng của nó là như vậy. Thì cái tư tưởng cái sức mạnh của cái style sheet nằm đâu, nó nằm ở đây này. Tôi nói thêm nhé. Vì tất cả cái này là chúng ta có thể nói lại cho sinh viên này và cho sinh biết để cho sinh dễ hiểu hơn. Vì học sinh cấp 3 là học sinh cấp 3 lớp 12 là chúng ta phải về bằng nguyên tắc là hiểu toàn bộ cách soạn thảo văn bản bài bản rồi. Cho nên phần này chúng ta nói cho sinh dễ hiểu thôi. Thì như sau nhé, cái tư tưởng của style sheet của Work nó lại là cuộc cách mạng. Cái tư tưởng nó là một cuộc cách mạng nhé. Cuộc cách mạng về soạn thảo. Vì sao như vậy? Thì nó có hai ý. Ý thứ nhất là nó tách riêng cái việc mà soạn thảo và việc định dạng riêng, tách riêng cái việc soạn thảo, tức là gõ văn bản đấy, soạn thảo và định dạng, hay là thiết kế, công việc thiết kế, định dạng là nó riêng ra, hai việc này là nó riêng ra. Đấy. Soạn thảo là anh chỉ việc gõ văn bản và chỉ nhấn mạnh cái việc nội dung về mặt cú pháp, ngữ nghĩa, ngôn ngữ
những cái việc liên quan nội dung của văn bản, còn định dạng liên quan thiết kế, liên quan đến trang trí, liên quan đến màu sắc, liên quan cho nó đẹp. Được chưa? Nhưng mà đây là hai công việc là hoàn toàn khác nhau, cho nên là nếu mà ngày xưa anh ta vừa soạn thảo mà lại vừa đi dạ vẫn được thôi, nhưng mà đòi hỏi cái người đó là phải có cái đầu óc là phải toàn diện hơn. Còn bây giờ là phân phân phối ra, người soạn thảo là người riêng biệt, chỉ nhắm mắt là gõ thôi, là gõ thôi. Còn định dạng là người có cái đầu óc khác hẳn, cái tư duy khác. Định dạng người ta không cần biết nội dung của cái văn bản đó, ý là không biết thì cũng biết thì cũng hay 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 hơn, nhưng mà người ta hiểu à, cái này cần chữ in, cần chữ in đậm, cho nên cần chữ in nghiêng, cho nên cần chữ màu đỏ, cho nên cần phải giãn dòng, cho nên cần phải làm gì đó, thì nó là cái hai việc riêng ra. Nó làm như vậy, nhưng mà là tách cái việc này thành việc riêng ra. Thế nào hiện nay trong các công ty vậy, trong các công ty làm website, cái người làm nhập, cái người mà soạn thảo HTML khác cái người làm định dạng. Hai người cái định dạng này mới là thật ra mới dùng để thiết kế là được, đúng hơn nhé. Thiết kế còn cái này thì nó chính là nó dùng để soạn thảo. Đấy, soạn thảo. Cái này người ta hay cho một số người cũng có thể hiểu cái thiết kế chính là cái phần mà nôm na là thiết kế cho nó đẹp ấy, trình bày trên cái trang cho nó đẹp. Rồi cái ý thứ hai cũng rất quan trọng, là ý thứ hai là gì, là chúng ta thiết lập các cái SS một lần mà áp dụng nhiều lần, áp dụng nhiều nơi, áp dụng nhiều lần, và như vậy là tiết kiệm cái việc chúng ta định dạng. Ngày xưa chúng ta có 10 cái đoạn, chúng ta phải định dạng 10 lần. Bây giờ chúng ta chỉ tạo ra một cái style sheet, chúng ta tạo ra đúng một lần và chỉ việc bấm nút kích 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 và là ta bấm click 10 lần là xong, định dạng xong toàn bộ. Được chưa nào? Như vậy là soạn thảo thiết lập SS một lần và áp dụng nhiều lần. Thì bây giờ cũng vậy, cái này áp dụng hoàn toàn cho cái cho một trang web. Như vậy đối với trang web bây giờ là gì? Chúng ta soạn thảo tức là gì? Mình nhắc lại về trang web nhé. Cái phần này là phần rất quan trọng. Khi nói về trang web này, khi nói về cái trang web nhé, soạn thảo hay dùng từ lập trình là sao đúng nhau nhé, hay dùng thiết kế, ba cái chữ này dùng từ nào cũng được, không quan trọng nhé, tôi không quan trọng. Thiết kế cái trang HTML nhé. HTML hoặc là trang web thế nào cũng được, không quan trọng nhé. Đấy, được chưa? Đó, thì ngày sự chú ý nhé. Thì cái việc này bây giờ với cái mới chúng ta sẽ tách tập hai việc rất rõ ràng ra. Đấy, một cái là soạn thảo thôi, soạn thảo nội dung hay là soạn thảo HTML, không liên quan HTML, không liên quan nội dung. Và cái thứ hai là thiết lập nội dung hay thiết kế nội dung, thiết lập định dạng, xin lỗi, định dạng nhé, định dạng CSS. Được chưa? Với cuộc thì chỉ có là hai từ S rồi thôi, bên này có thêm chữ C. Vậy C có nghĩa là gì? Cái từ C đây có nghĩa là gì? SS là style sheet, hiểu rồi. Cái từ C nó là cascading, cascade, cascade style sheet nó là cái gì, chúng ta sẽ hiểu từ ngay ngay sau đây nhé. Style sheet như vậy là cái CSS này là nó kế thừa hoàn toàn, tư tưởng của nó là hoàn toàn từ cái style sheet của UOC, không có gì khác cả, và nó kế thừa hoàn toàn, nó áp dụng, nó biến đổi từ cái môi trường soạn thảo văn bản UOC Microsoft sang đây là môi trường soạn thảo HTML. Thì tuy nhiên là khi chuyển sang bên này là nó là về mặt tư tưởng là nó bắt chước, nhưng mà thực tế áp dụng là nó lại hoàn toàn khác. Chúng ta chú ý như là cái môi trường, mình tôi phân tích một chút vì sao cái CS nó lại khác hẳn so với UOC. Đấy, vì sao nhé, vì sao cái CSS này nó lại hoàn toàn khác, sao nhỉ, vì sao nhỉ? Để tổng chút bị đánh dấu vào đây. À, đấy rồi. Do cái này nhé. Vì sao nó lại khác hoàn toàn so với SS của UOC nhé. Đây là của UOC nhé. Còn cái này của HTML là vì sao nó lại khác hoàn toàn như này? Bởi vì như sau. Bởi vì là với SS thì mỗi một style sheet chỉ áp dụng
nó chỉ áp dụng cho một đối tượng thôi, cho một đối tượng thôi, là các cái paragraph. Còn bên này là mỗi một AS này là nó áp dụng cho tất cả các cái phần tử, các phần tử HTML, hay là tương đương là nó áp dụng cho tất cả các cái thẻ, hay là tương đương với là các cái thẻ HTML, được chưa? Đấy. Bên này thì có một thẻ P thôi, ứng là một thẻ P. Còn bên này nó có hàng ngàn cái thẻ. Thế nào? Số lượng thẻ HTML nó có hàng ngàn cái thì như vậy nó phức tạp hơn không? Bên này áp dụng cho một thẻ P thôi. Cho một cái thẻ P thôi. Còn bên này nó cho là khoảng 1.000 cái thẻ, 1.000 cái thẻ HTML. Như vậy cái độ phức tạp của nó là tăng lên là kinh khủng. Đấy, cho nên là vì như vậy mà nó khó này, nhiều này cơ mà. Chứ nó khó. Nếu mà HTML chỉ có một loại thẻ P thôi thì là dễ, thêm giống như bên này. Nhưng mà chính vì nó phức tạp cho nên là phải chưa? Rồi thế bây giờ đây rồi thì chúng ta sẽ hiểu về nó cho sinh hiểu à, như vậy là mới thoáng qua thì cái CS tức là kế thừa của SS, như vậy là về mặt tư tưởng nó rất dễ hiểu. Chúng ta viết một cái định dạng riêng ra, áp dụng đồng thời cho nhiều cái thẻ ở bên trong lòng cái bây giờ chúng ta sẽ hiểu ngay bây giờ là nó cho học sinh hiểu được hai ý sau đây rất quan trọng này. Hai ý, một là cái cấu trúc của một cái định dạng CSS là gì, và hai là cách áp dụng nó cho các phần tử HTML, và từ đó suy ra ngay là cái sự phức tạp nó nằm ở đâu. Đây chúng ta sẽ nói nhanh nhé, chỗ này là chỗ rất quan trọng, mà quan trọng đây là cái đinh ấy, là cái đinh quan trọng nhất ấy. Thì toàn bộ cái phần CSS thì phần sau này khó nhất là cái này thôi. Còn khi chúng ta mô tả các dòng định dạng thì nó dễ, nó chỉ là mô tả các cái thuộc tính và các cái giá trị thôi mà. Thuộc tính mô tả phông chữ là gì, thuộc tính mô tả kiểu chữ là gì, chỉ làm cái bảng chúng ta mô tả không gì là khó. Thuộc tính mô tả cái khung là cái gì, thuộc tính mô tả cái màu sắc của chữ là gì, thuộc tính mô tả cái màu nền là cái gì, tất cả chỉ có vài cái thôi thì nó không khó. Nhưng khó nhất đấy là cái gì, là cái này. Để bây giờ tôi mô tả tiếp theo nhé. Thì cái phần đây có hai ý rất quan trọng, cái này có thể cô chú ý. Phần này thì trong sách cũng không thể nói hết được đâu, vì trong sách giáo khoa cũng chỉ nói một phần cho nên không nói hết được. Chuyện này tôi muốn nhấn mạnh ở trong phần này để chúng ta chú ý khi mà chúng ta dạy cho học sinh. Có hai ý quan trọng đây, có hai điều quan trọng, hai cái ý rất quan trọng. Một là cái cấu trúc của một cái CSS là gì, được chưa? Thì như vậy là gì? Chúng mình chỉ là dạy học sinh một kiểu thôi, là học dạy cho ta cách chúng ta mô tả cái CSS ở trong bên trong lòng, ngay trong trang web đó, và nó mô tả ngay trong cái thẻ style, và dưới này là chéo style, và đây nó có nhiều dòng, một dòng, hai dòng, ba dòng này là có thể enter xuống dòng nhé. Đấy, thì mỗi cái này nó là một cái CSS, này có một cái CSS. Thì ở bên như vậy là ở giữa style này nó có thể có nhiều cái CSS nhé. Đấy. Thì mỗi cái CSS này nó nôm na nó ứng một cái SS của đấy, của cái thằng của style sheet. Nhưng mà chú ý, mỗi một style sheet của UOC thì nó ứng một, có một cái tên riêng, có một cái name, có một cái tên. Chú ý nhé, đó. Còn một cái này thì nó không có tên. Chú ý cái này nó không có tên, chứ nó có khó của nó đấy, không có tên đấy. Nó là có lẽ là do những người mà họ thiết kế ra cái này, họ nghĩ rằng không thể đặt tên được, thì đúng là thật sự nó quá phức tạp, không thể đặt tên được. Thì các bạn biết là khi hiện nay chúng ta dạy cho học sinh thôi, thì chúng ta chỉ dạy thông thường, khi chúng ta có ví dụ thông thường mỗi một tệp HTML chúng ta chỉ đưa vào đây 2-3 cái minh họa bằng 2-3 cái dòng này thôi. Còn chuyên nghiệp thì cái dòng cái chỗ này là phải được viết ra tách riêng, một cái file riêng nó có đuôi là CSS, và cái file này nó có thể to đến hàng ngàn trang. Như vậy nó phải có đến hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn cái dòng. Như vậy là để mô tả, để mà thiết lập được một cái CSS chung cho toàn bộ một website, thì người ta có thể tạo ra hàng ngàn cái. Tôi lấy ví dụ hàng ngàn, hay là xấp xỉ coi là 10.000 đi, 10.000
10.000 cái, 10.000 cái CSS lớn hơn. Cho nên này, chắc vì cái 10.000 này cho nên là cái đặt tên này nó vô nghĩa luôn. Và cái tên này nó không không có nghĩa lý gì cả, nên chúng ta không 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 đặt tên. Thế thì chúng ta đi vào như vậy là giữa cái giữa style này là chúng ta có nhiều dòng nhé, có nhiều cái CSS. Mỗi CSS có thể viết trên một dòng hoặc là một dòng xuống dòng thoải mái. Thì chúng ta cần nhớ là gì, một là cái cấu trúc của nó là cái gì. Đấy, mình đi từ vào cấu trúc nhé, nó rất là dễ, không gì đâu, không cái này nó không thông. Chúng ta hiểu hai bề cấu trúc này, cấu trúc nhé. Thì cấu trúc của một cái cấu trúc của một cái CSS là như thế nào. Đây, ví dụ là như này, ví dụ là P H mở một nhọn color 2.blue chấm phẩy đấy, lệ như hay là phong family 2. Serif, tôi lấy ví dụ đây, serif nhé, blue như là có dấu này, giống này đúng không, serif giống này, đấy. Sau là chấm phẩy, sau đó đóng ngoặc, đó. Thì như vậy đây là cái em, đây là chúng ta mô tả đây chúng ta mô tả nhé, à không cần để tôi xem lại. không còn hai chấm đâu, xin lỗi nhé, không còn hai chấm, bỏ đi luôn nhé, đây không còn chấm nhé. Như sau này, như vậy là gì, như vậy là một cái cấu trúc của một CSS gồm có là cái phần đầu, phần này nó gọi là bộ chọn nhé. Đấy, tiếng Anh nó gọi là selector nhé, rất quan trọng. Selector là nó sẽ chứa các cái thẻ, các cái tên thẻ, còn chứa như nào chúng ta phải học sau. Còn đây là mô tả các cái thuộc tính, mô tả các cái thuộc tính hay là các cái thuộc tính chi tiết của cái CSS đó. Đây là cấu trúc của nó nhé. Thì như vậy là ở trong bên này thì có thể là thuộc tính này, sau hai chấm giá trị này có thể sau chấm phẩy. Đấy. Mà có thể trong chỗ này ta xuống dòng thoải mái nhé, xuống dòng vô tư trong cái này. Và như vậy là kết thúc của nó sẽ kết thúc bằng dấu này, là kết thúc. Đấy, kết thúc cái này. Nó bắt đầu bằng cái bộ chọn, sau dấu cách. Không cách được. Sau đó là cái dấu vuông ngoặc nhọn và kết thúc bằng dấu đóng nhọn. Đấy. Và như vậy là tôi có thể tạo ra cái sẽ nhưng rất quyền như xong sẽ sau có đường rất dài, có thể là có một cái p thôi, sau đó là mở ngoặc mô tả cái thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3, thuộc tính 4 và đóng ở trên này. Đấy. Nhưng đây là một cái CSS, đây rất đơn giản thôi. Một cái bộ chọn là mô tả, trong này có thể có một hay là nhiều các cái thẻ. Được chưa? Thì áp dụng ra sau, nó toàn bộ tính này sẽ được áp dụng cho toàn bộ tất cả các bộ chọn như thế này ở trong web của chúng ta. Được chưa? Thì như vậy cấu trúc là đơn giản đúng không ạ, không có gì cả. Nhưng vì sao lại khó thì chúng ta phải hiểu. Như vậy là chính vì khó là bởi vì gì? Vì mỗi một cái CSS áp dụng cho tất cả các cái bộ chọn này, tất cả các cái thẻ, tất cả các phần tử HTML mà có cái thẻ ở đây, chính vì thế cho nên mới khó. Đấy, thì vấn đề là như này, câu hỏi đặt ra là như này này, cái câu hỏi lớn nhất mà đặt ra cho với cái CSS là như này, câu hỏi đặt ra này. Đấy. Là nếu có nhiều CSS có nhiều CSS cùng được áp dụng cho một phần tử HTML ở bên dưới thì sẽ áp dụng như thế nào? Đây chính câu hỏi này là câu hỏi tạo ra cái sự khó khăn nhất của cái việc áp dụng CSS, mà chính câu hỏi này nó tạo ra cái sự khó khăn của CSS so với SS. Và chính vì cái này cho nên người ta phải thêm từ C vào. Từ C vào nó có ý nghĩa là nó để cho nó khác biệt so với khái niệm là SS. Nó phải khác biệt.
Đồng thời cái sen có mình nghĩ nghĩa cái từ sen nó là cascading, tức là nó là thác nước đấy, thì là có nghĩa là nó nghĩa là thác nước, tức là nó dồn xuống dòng cuối cùng, nên là áp, nếu mà có nôm na này, nôm na là nếu có nhiều dòng thì áp dụng dòng cuối cùng đấy, thì vấn đề là như vậy nhé. Thì tôi lấy ví dụ để cho anh dùng nó làm như này, cái bản chất của cơ sẽ là như này, ví dụ nhé. Thì tôi mô tả cái phần phần sẽ là như sau nhé. Đây ở trong cái phần đấy tôi lấy ví dụ nhé. Đấy. Có rất nhiều, đây là style này, hay nôm na này. Có một dòng này, hai dòng CS, ba dòng, bốn dòng, năm dòng, đây là style. Ở đây có P, chỗ này cũng có P, nó làm chữ khác nhau. Chỗ này cũng có P, thằng này cũng có P, thằng này cũng có P. Như vậy là thằng nào, cái bất cứ một cái CS nào đây đều 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 có thể áp dụng cho các cái P này cả. Chỗ nào có P cả. Thì khi đó hỏi rằng ở trong cái phần body ở trong dưới này nhé, ở trong cái body ở phía dưới này nhé, đây đây là có P này, đó, P này. Đây có P nữa này. Cho P. Thì áp dụng như nào? Cái thằng này là áp dụng đâu? Áp dụng bởi cái này hay là cái này? Đấy, thì được câu hỏi đó là khó, khó kinh khủng nhé. Thì chỗ này là chỗ mà khó nhất. Mà trong cái P này thì trong cái bộ chọn này thì không phải chỉ có đơn giản là cái P đâu, nó còn rất là phức tạp. Đây là cái bộ chọn này nó lại như này đấy cơ. Đây, trong cái bộ chọn của nó lại như này chứ nó không đơn giản. Đây trong cái bộ chọn nhé. Nó không không đơn giản. Thì trường hợp mà cái bộ chọn mà đây trong cái bộ chọn nhé, thì nó cái bộ chọn mà có liên quan đến P nhé. Thì giờ nhất là chỉ có chữ P không thôi. Được chưa? Và thứ hai là nó có nhiều, ví dụ như có P vừa có H1 vừa có deep. Đấy, thì nó như thế nào? Và thứ ba là nó có ví dụ như là có chữ P nhưng mà đi kèm với một khác, ví dụ là P sau đó thì là deep P có dấu cách. Đấy. Hoặc là P xong chéo như này là strong như này thì ra làm sao, hay là deep là deep như thế này P thì như thế nào, đúng không nào? Đấy, nó phức tạp như thế. Hoặc là P như lại chấm test thì ra làm sao, đấy nó rất nhiều loại, đúng không? Hay là như thế này, đây đây tôi nó có nhiều lắm, thôi viết viết thành chỉ là ngang luôn cho nó dễ nhé, không để cho đỡ phải xuống dòng nhé. Như vậy là P nhé, đây là P này, hay là như này nữa, hay là P xong chéo như thế này, Hà Nội 1 thì làm sao đấy, hoặc là P P chấm test mà trên này là deep nữa thì ra làm sao. Như vậy là cái bộ chọn nó phức tạp chứ nó không không đơn giản là chỉ như thế này hoặc như thế này, mà nó có nhìn nó có dạng như thế này, nên gọi tổ hợp các cái bộ chọn, đúng không nào? Đấy. Rồi có nhiều cái nó có thể là vừa deep lại deep cái gì nữa đây, body xong lại deep xong lại p, nó có thể rất đa dạng, nó lung tung lắm nhé, nó rất nhiều thứ, thay có thể là p test xong gạch ngang chéo như này xong lại p như này, p Hà Nội ví dụ như vậy, được chưa? Nó rất nhiều cái bộ chọn đấy, nó không đơn giản mà nó là tổ hợp các bộ chọn, hoặc là nó rất đa dạng đấy, cho nên là thực tế ra khi có một cái bộ chọn như thế này thì ứng với nó bên cạnh nó là một cái CSS thì hỏi áp dụng như thế nào, đây chính là phần khó nhất, đây là khó nhất. Thì tất cả cái phần này sẽ được câu trả lời của nó nằm ở trong bài cuối cùng nhé, thì chúng ta quay lại bài cuối cùng là như sau, để copy lại cuối cùng nhé. Nhưng vì không thể nào cái bài cuối cùng là có nó có cái này là chúng ta không thể nào mà chúng ta dạy một ngay từ bài đầu tiên, không thể đưa ngay cái bảng này vào trong cái bảng cuối cùng, chứ phải dạy từ từ, là vì thế các bạn này cho tự nhiên mà chúng ta chú ý người mà chúng ta là người làm ấy, chúng ta hiểu biết ấy, chúng ta giáo viên chúng ta biết trước, để tôi copy cái này sang phòng cuối cùng nhé. Đây đấy, đây là để tôi một chút, tôi copy cái này một tí đây, để tôi một chút nhé, cái này để tôi một chút, tôi phải chạy thêm cái này, máy tôi phải chạy thêm cái Zalo nữa tôi copy được nhé. Đây tôi chạy cái Zalo, bây giờ tôi sẽ copy cái đó cho các bạn xem, thì tôi không chuyển được đây nhé. Đây tất cả cái phần CS nó nằm ở chỗ này, nằm ở đây hết nhé. Câu này là trả lời cho câu hỏi ban đầu là nếu có nhiều cái CS cùng áp dụng cho một
cho một cái phần tử HTML thì nó áp dụng như thế nào. Đây, thì tôi chúng ta cùng nhau xem lại chỗ này. Vì tôi hết thời gian tôi phải đi bây giờ nhưng mà được, tôi có video và chúng ta cùng nhau phân tích lại cái này. Về đến buổi sau tôi sẽ kỹ hơn nhé. Đây. Đó, thì đây là cái câu trả lời cuối cùng. Khi mà nó có nhiều câu CSS mà chúng ta cùng áp dụng cho một phần tử thì máy sẽ làm như thế nào nhé. Bạn thấy không? Thì đầu tiên có cái nguyên tắc thứ tự cuối cùng. Cái này chính là cascading chữ C đây. Và cái này được học ngay ở cái bài đầu tiên. Nhưng mà chúng ta học từ dưới lên trên nhé. Đấy. Một cái bài đầu tiên chúng ta học là kế thừa từ cha, chính là phần này. Như vậy học cái này trước, xong rồi học lộn lên trên này. Không thì học ngay từ trên này xuống được, học từ dưới lên trên vì nó cho học từ từ mà. Cho nên là quá trình là học qua nhiều đến mà cuối cùng thì mình nhắc đến cái chuyện là trọng số. Rồi nó chuyện khái niệm cái chuyện là nguyên tắc cuối cùng. Nguyên tắc cuối cùng chính là nguyên tắc là CSS là C đấy. Chính nguyên tắc là cascading, là nguyên tắc là rule order, hay là nguyên tắc thứ tự cuối cùng. Thì như sau nhá. Như sau này, nguyên tắc như sau này. Đầu tiên nếu trong các CSS đó nếu có một cái thuộc tính mà có cái từ khóa là important thì cái này là ưu tiên số 1. Cái từ khóa important được ghi bên cạnh một cái thuộc tính của CSS. Để tôi lấy ví dụ như này. Khi chúng ta mô tả một cái CSS nhé, chúng ta mô tả đây. P này. Xong ở đây chúng ta cũng mô tả một cái thuộc tính, ví dụ như là lấy ví dụ như là font style nhé, font style là italic chẳng hạn. Italic nhé, mà đây là test, kiểu test nhé. Đó, ví dụ như vậy nhé. Đó, ví dụ như vậy thôi. Thì đây là cái CSS này sẽ ưu tiên số 1. Số 1 với cái thuộc tính là font style là italic. Như vậy là nếu ở trong dãy các CSS này, nếu mà ở chỗ khác ở phía trên có, phía dưới có mà mô tả cái phông thì bị hủy hết đi, và cái này là cái ưu tiên số 1. Cái này có thể nằm ở trên cùng. Đấy. Thì áp dụng cho tất cả các cái lớp test các cái phần tử P thuộc lớp test thì đều có cái kiểu chữ là chữ nghiêng hết. Nhắc lại nhé. Thì cái này là ưu tiên số 1. Đó, thì cái này nằm đây. Cái này là ưu tiên số 1 nhé, không phân biệt cái thứ tự của các dòng CSS. Đó. Tiếp theo là ưu tiên số 2 là CSS được mô tả trực tiếp bên trong lòng cái thẻ đó, bên trong lòng cái HTML. Cái này chúng ta nói lại gần đấy là chúng ta không được biết cái này. Thì nếu có thì ưu tiên số 2 sau cái important. Nếu không có important, không có CSS thì cái bước thứ ba là cái này thứ ba ít dùng lắm. Chúng ta đây là các chỉ định mô tả cho cái việc là đối với media thôi nhé, rồi kích thước màn hình để chúng ta bỏ qua đi. Và hay dùng nhất là gì, là nếu có nhiều dòng CSS đó thì cái dòng CSS nào có trọng số lớn nhất sẽ được sự ưu tiên. Đấy, chúng ta chú ý nhé, trọng số này là rất quan trọng, cho nên cái phần này phần trọng số là phần quan trọng nhất nhé. Trọng số là như sau, trọng số là nó tính như sau, tính bằng tổng các trọng số của các cái trong cái bộ chọn trọng số đấy. Trọng số của một cái CSS bằng là tổng các cái trọng số của các cái thành phần đó. Khi tôi mô tả một cái CSS đây có cái bộ chọn đúng không, bộ chọn sau là cái phần mô tả thuộc tính, thì bộ chọn này nó có thể có nhiều phần tử ở bên trong thì nó tổng lại thì cái bộ chọn này tổng lại như sau này, cách là tổng lại là như sau. Cái này tôi sẽ phân là này, là cái bộ chọn này thì là cái trong bộ chọn này mà trong đó nó có cái ID thì nó đánh trọng số nó sẽ là 100, nên nó là class trọng số nó sẽ là 10, nó là thẻ, nó là phần tử đấy, nó là thẻ thì nó sẽ là trọng số nó sẽ là 1. Chú ý
rồi là lớp này là lớp của những lớp này mà lớp giả nhé, khái niệm là lớp giả nữa nhé, lớp giả. Còn thể phân tử là phần tử giả đấy, phần tử giả. Vì như là có p chấm à có p cho nó sao như này, sao Hà Nội thì ở đây Hà Nội đây chính là ID này đấy, có p là thẻ này. Như vậy cái này là 100 này, cái này là 1, đây sẽ là cho số sẽ là 101 đấy. Vừa là có vừa giờ là có p chấm test xong p tâm nó sẽ lại chéo như thế này, song như thế này đấy. Thì cái này là 1 này, cái test tên là class này, nó là 10 này, cái này nó là 1 này, tổng lại nó sẽ là 12. Thì cái phần này là cái phần rất quan trọng, cái phần trọng số này là phần rất quan trọng. Một trọng số này nó mang tính có tính là tổng toán học mà, chứ một trọng số là cái phần mà nó sẽ có rất nhiều những cái bài tập trong này, bài tập trắc nghiệm thì tha hồ thiên mu thiên lủng, sau này các bạn có thể tự nghĩ ra các bài tập đó. Mà tôi nhắn là trong cái phần thi tốt nghiệp là có rất nhiều các bài tập, rất nhiều những câu hỏi liên quan đến phần này. Đấy. Thì rồi như vậy là khi có nhiều dòng thì cái dòng nào có trọng số cao nhất thì được tính, không phân biệt thứ tự nhé. Chỉ khái niệm là dòng cuối cùng là nó không áp dụng. Nhưng nếu mà các trọng số bằng nhau á, nếu có nhiều dòng mà các trọng số bằng nhau thì nó tính dòng cuối cùng. Thì nguyên tắc dòng cuối cùng chính là cái nguyên tắc nó là cascading, là thác nước. Thế nên nó sẽ đổ xuống dòng cuối cùng. Thì như vậy là nếu có nhiều dòng có trọng số bằng nhau thì người ta lấy ra là tính theo cái dòng cuối cùng. Nó là nguyên tắc cuối cùng. Còn nếu mà không có cái mô tả nào cho cái phần thử đó thì người ta lấy kế thừa từ cha. Còn nếu cha cũng không có nữa thì người ta lấy mặc định theo trình duyệt. Thì đây là cái phần kết luận cuối cùng của cái phần CS nhé. Thì tôi muốn nhắc cái phần này chúng ta chú ý. Còn phần chi tiết hơn thì các bạn sẽ phải xem lại ở bên trong. Bên trong lòng chi tiết hơn, ở bên trong thì có rất nhiều phần này, chung còn sẽ là phần tương đối khó đối với đầu chúng ta vì nó là mới, có khi chúng ta quen rồi thì không khó đâu. Nhưng mà các bạn chú ý, cái khó của nó xuất phát từ cái chuyện là mặc dù cái CS này là kế thừa của cái SS của UOC, mà cái SS của UOC thì nó rất đơn giản, là mỗi một cái SS, mỗi một style sheet nó có một cái tên riêng và chỉ áp dụng cho một loại thôi, là cho một loại là P thôi, là paragraph thôi. Còn cái CS này là nó không có tên và nó có rất nhiều dòng, và nó cái bộ chọn của nó là cái bộ chọn là tập hợp tất cả các cái phần tử dùng để áp dụng ấy, nó rất là đa dạng, có liên hệ cả với nhau nữa, cho nên là rất phức tạp. Cho nên chính vì vậy mà cho nên là cái việc mà chúng ta phải dần dần giới thiệu cho học sinh cái phần này nó là phải khó hơn. Cho nên khi áp dụng cái CS cho các cái áp dụng thực tế nó sẽ phức tạp hơn, và nó có rất nhiều các cái công thức, nhiều những phần cần phải chú ý, tính trọng số chẳng hạn, làm cho cái phần rất là hay của cái CS này, rồi kế thừa từ cha nữa. Đấy. Được chưa? Đấy, như vậy là tôi hôm nay tôi chỉ nói như vậy thôi vì chúng ta không có thời gian. Hôm nay cái buổi phụ đạo đầu tiên để các thầy cô chú ý nhấn mạnh lại cái điểm quan trọng nhất liên quan đến phần HTML và CS. Thì nếu có thời gian tôi sẽ làm một cái buổi thứ hai. Thì nếu có buổi thứ hai thì tôi sẽ tập trung vào nói hai ý. Một là tôi sẽ nói kỹ hơn, nói lại một chút liên quan đến cái CS này. Thế nào là cái bộ chọn kiểu lớp, bộ chọn kiểu mã định danh. Rồi là cái thế nào là cái lớp giả, bộ chọn lớp giả, thế nào là bộ chọn phần tử giả. Đấy. Rồi nói kỹ hơn về trọng số. Và một nữa tôi muốn nói ở cái buổi sau nó có là tôi nói kỹ hơn về cái form. Thì form là một cái bài theo tôi là bài rất là khó. Khi nói đến form thì chúng ta sẽ phải nói đến cái phần xử lý trên server ra làm sao. Hoặc là chúng ta phải dùng scripting, dùng JavaScript một chút thôi để xử lý cái form đó. Nhá. Hôm nay tôi phải công việc, tôi phải đi, bây giờ chúng ta nghỉ ở đây nhá. Xin chào các thầy cô. Dạ, cô thì các bạn hỏi lên nhóm nhé, cô thì cần chúng ta có trao đổi lên nhóm tôi sẽ trả lời vì chúng ta không có thời gian nhiều nhé. Dạ, cảm ơn cô. Con thầy. Xin chào nhé. Có mấy chỗ chưa thiếu lắm thầy. Ok. Cảm ơn thầy nhiều thầy. Dạ. Cảm ơn thầy nhiều ạ. Cảm ơn các bạn nhé.